Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay tại chùa Tịnh Tâm, Michigan, chúng ta lần thứ hai gặp nhau ha. Kính thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta có 2 tiếng để nói pháp. Tuy nhiên, chúng tôi xin được chia sẻ 1 tiếng đầu. Tiếng sau sẽ là phần của đại chúng hỏi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau với đề tài là tu để chuyển nghiệp. Tại sao chúng tôi lại chọn đề tài tu để chuyển nghiệp? Nếu chúng ta tu mà không chuyển nghiệp thì tu để làm gì? Chẳng lẽ phàm phu rồi chúng ta cứ phàm phu hoài? Hay là chúng ta đau khổ rồi chúng ta sẽ lại đau khổ tiếp tục? Nói khác hơn, nếu như ai trong chúng ta dẫu cho gắn ghép cái từ tu đó với một cái hình thức nào thì cuối cùng cũng phải mang lại cái sự an lạc cho mình, cho gia đình mình, cho mọi người xung quanh. Còn nếu như chúng ta dẫu cho gắn cái danh từ tu đó với một cái danh từ nào hay hơn, đẹp hơn, nhưng người đó không có chuyển hóa, không có thay đổi để cho mình tốt hơn, để cho mình an lạc hơn, để cho mình thanh thoát hơn trong cuộc đời, thì cái chữ tu mà người đó sử dụng không có tác dụng. Kính thưa quý vị, là trong đời sống này đây, chúng ta là người vừa thừa tự cái nghiệp của quá khứ, vừa là người build up, xây đắp cái đời sống tiếp tục của mình cho mai sau. Hay nói khác hơn, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là nếu muốn biết dục tri, nếu muốn biết tiền thế nhân, có nghĩa là đời trước của mình, thì bây giờ phải coi coi hiện tại của mình bây giờ mình hưởng như thế nào, làm biết kiếp trước mình đã làm gì, và coi thử coi bây giờ mình muốn biết là sau này đời sau mình như thế nào, thì coi thử coi bây giờ mình đã làm gì cho ai. Thế thì có phải chăng hiện tại này là chúng ta quyết định cái tiếp tục của đời sống chính mình? Và nếu như chúng ta hiện tại bây giờ là người quyết định cái đời sống tiếp theo, thì hoàn toàn chúng ta có khả năng chuyển hóa chính mình, chuyển hóa cái nghiệp của mình và chuyển hóa vận mệnh của mình. Trong Phật giáo thì không có bất cứ một cái hình thức gọi là ban phước giáng họa, không có bất cứ một cái hình thức là Thượng Đế ban tặng cho mình một sự sống và quyết định lấy đi sự sống đó, hay là không có một Thượng Đế nào cho anh cái hạnh phúc và cướp đoạt đi cái hạnh phúc của anh hết. Phật giáo hoàn toàn phủ nhận yếu tố của thần linh, yếu tố của sự ban phước giáng họa, yếu tố của sự sắp đặt, coi như là một lẽ đương nhiên, coi như là một lẽ không thể thay đổi. Mà Phật giáo chỉ chủ trương tất cả đều có lý do của nó, và tất cả đều có thể thay đổi được nếu như anh muốn. Chính vì cái lẽ đó mà Phật giáo mới chủ trương vô ngã. Nếu như có ngã thì con người ta sẽ không thể thay đổi được chính mình. Và nếu như có ngã, có chủ đích, có chủ thể, thì không có cái gì mà có thể thay đổi hết. Vì nó vô ngã cho nên mới có thể thay đổi một đứa trẻ, một đứa bé nó có thể lớn lên, một người già có thể chết đi, một cái cây nó có thể đâm chồi nảy lộc, tại vì nó vô ngã, nó không có cái chủ thể của chính nó. Và Phật giáo chủ trương như thế này, không có bất kỳ cái thứ gì trên trời đất này mà không được tác tạo bởi những cái khác, không có yếu tố đầu tiên, cũng không có yếu tố sau cùng. Nói một cách căn bản hơn,
Tất cả mọi thứ trong trời đất này được tạo thành không phải do chính bản thân nó có, mà nó được tạo thành là do nhiều yếu tố khác tạo thành mà nó được hình thành. Đại chúng có cần feel không? Không có bất cứ cái thứ gì là tự thân nó có thể hình thành được mà không dựa vào cái khác. Hay nói một cách cụ thể hơn, cái được hình thành là do nhiều yếu tố tập hợp lại mà thành. Nếu những yếu tố đó nó hoại thì cái sự vật và hiện tượng đó nó hoại. Không có cái gì gọi là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là tự nó được hình thành ra mà không có lý do. Không có cái gì hết. Ví dụ bây giờ cái chuông này, nó hình thành đương nhiên là từ những người thợ đúc nắng nó ra, hay là tạo cái khuôn trên nó. Đương nhiên nó không thể nào tự bản thân nó làm được. Và nếu như chia sẻ cái này ra thì tự mỗi một nguyên tử của đồng trong này nó phải có yếu tố kết dính với nhau. Nếu những phân tử đồng này nó không kết dính với nhau thì nó không thể hình thành được. Và cơ thể của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nói bình thường, chúng ta nói đây là vợ con tôi, nhà cửa tôi, tiền tài của tôi, cảm xúc của tôi, tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia. Nhưng mà thật ra chính bản thân đây cũng không có cái gì là cái của tôi cả. Tại vì tất cả cái mà hợp thành cái của tôi đây là do nhiều yếu tố khác tạo thành. Ví dụ bây giờ móc con mắt ra hỏi con mắt này là ai? Nó không phải con mắt này là tôi rồi. Cắt cái lỗ tai bỏ ra đây thì cái lỗ tai này không phải là tôi. Cái trái tim này cũng không phải là tôi. Cái chân này không phải là tôi. Cái lỗ mũi này không phải là tôi. Tuy nhiên, thế thì cái đó là cái gì? Cái đó là ai? Có phải chăng con người là tập hợp hết những yếu tố kia? Tuy nhiên con người không có quyền quyết định sự vận hành của những yếu tố trong thân thể của anh. Anh không thể nói con mắt của anh nó mỏi, anh làm cho nó khỏi mỏi được. Anh không thể nói là tóc anh bạc, anh nói cho nó đừng có bạc thì nó sẽ đen lại như thường. Anh không thể nói là bây giờ tôi đang già, đang xấu xí, tôi muốn trở lại tuổi 20, tuổi 18 thì tự nó trở lại được. Có phải thế không? Thế thì hoàn toàn cơ thể của chúng ta đây chúng ta còn không điều khiển được bản thân nó. Và tâm thức của mình cũng như thế. Ai nói mình buồn cái tự nhiên mình buồn, ai nói mình vui rồi cái tự nhiên mình phải vui. Dường như là chúng ta bị tác động bởi sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, làm cho tâm thức của mình và làm cho cái tâm thức của chúng ta đây bị dao động bởi cái yếu tố bên ngoài. Người ta nói chứ mày là cái này, mày là cái kia, chẳng lẽ chúng ta đi trở thành cái này cái kia của người ta nói. Người ta nói mày là con bò, chẳng lẽ mình trở thành con bò liền sao? Nhưng mà tâm thức của mình không chịu nổi cái lời kia. Đúng thế không? Thế thì cái lời của người ta nói đó nó không có là gì hết. Người ta nói chứ ồ hôm nay người ta cho mình ăn cái gì ngon quá, người ta khen trộn, nó chị đẹp quá, cái tự nhiên cái mình thấy mình vui. Thế là có phải chăng tự nhiên người ta nói mình đẹp có là mình có một cái gì đó, mình đâu có đẹp hơn đâu. Thật ra mình không đẹp hơn tí nào hết. Nhưng mà mình sẽ vui khi người ta nói mình đẹp. Nhưng người ta nói mình xấu thì mình sẽ buồn. Thế thì những cái cảm xúc kia không phải là của anh. Phải không? Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Trời buồn không có ảnh hưởng gì tới anh hết. Trời buồn là chuyện của ông trời, nhưng mà cái cảm xúc nó đưa đến cho mình qua cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì những cái yếu tố đó nó làm cho tâm thức của mình trĩu nặng hay là bay bổng. Và bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Nếu như thân của anh không phải của anh, tâm ý thức của anh không phải là của anh luôn. Bây giờ ví dụ như các vị viết một cái bài văn, hôm nay chúng ta đến chùa Tịnh Tâm để nghe thuyết pháp. Ví dụ chúng ta viết một câu như thế, thì chúng ta nói là cái câu này là cái câu của tôi. Tôi viết ra câu này là sở hữu của tôi. Và tôi có thể sản xuất một cái quyển sách trong đó có một cái câu như thế. Và cái câu đó là tôi là cái người chủ của cái câu văn như thế. Nhưng mà xin thưa không, nếu mà chúng ta phân tích ra, chia sẻ ra thì câu nói không hoàn toàn là của anh. Ngay cả trên chữ viết kia không phải của anh. Thứ nhất là con chữ để thể hiện hình thức không phải của anh. Anh đã học hỏi từ thầy cô thế nọ thế kia bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt. Ngay cả anh viết tiếng Anh cũng như thế. Thế thì cái ngôn ngữ đã không phải của anh rồi. Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai,
xét trên cái phương diện nội dung của câu nói, chùa Tịnh Tâm hôm nay rất đẹp, hay là chùa Tịnh Tâm hôm nay tổ chức khóa tu học, hay là tổ chức lễ Vu Lan, thế thì nó phải có cái chùa Tịnh Tâm trước cái đã, đúng thế không? Anh không thể sản xuất ra trong đầu anh cái chùa Tịnh Tâm mà nó không có cái chùa Tịnh Tâm hiện diện ở ngoài. Thế thì nó không phải là của anh. Rồi chùa Tịnh Tâm hôm nay, làm sao anh có thể biết được hôm nay và ngày mai? Thế thì cái anh biết hôm nay và ngày mai, cái tư tưởng đó từ đâu anh có? Anh không thể tự sản xuất ra. Và trên thế giới này, người ta đã sử dụng cái hôm nay ngày mai biết bao nhiêu lần rồi, mà hôm nay anh nói là câu nói này là sở hữu của đầu óc, sở hữu trí tuệ của anh. Và chùa Tịnh Tâm hôm nay tổ chức Vu Lan chẳng hạn, thế thì chùa Tịnh Tâm đã tổ chức rồi, chứ không phải là chỉ anh nói rồi mới bắt đầu làm. Thế thì hoàn toàn câu nói đó không phải là sở hữu trí tuệ gì của anh cả. Và anh nói đó, cái đó là cái của tôi và chỉ có thể xuất hiện ra bởi tôi mà thôi, dạ xin thưa không. Trong tâm thức của anh nó khởi lên, nó móng khởi lên những cái ý niệm như thế, thì nó đã có sự vật và hiện tượng đó hiển hiện ở đó, và nó chứa chấp một cái thời gian lâu dài, nó tồn tại ở nơi đó rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, khi mà chúng ta tu, xin thưa đại chúng, cái quan trọng nhất là để an lạc trong đời này. Đó là cái đầu tiên. Chưa, đừng đặt vấn đề là anh ta tu tốt để rồi anh ta tái sanh vào cõi giới tốt tiếp tục ngày mai. Khoan nói yếu tố đó đã. Nếu như ngày hôm nay chúng ta tu theo Phật mà không hạnh phúc tại đây bây giờ thì cái đó là sai rồi. Đặt nền móng đã sai thì chúng ta xây bao nhiêu lầu cũng sai hết. Có một lần ở trong kinh Bách Dụ có một câu chuyện kể rằng có một anh chàng giàu có nọ, anh ta thấy cái nhà hàng xóm rất là đẹp, 3 tầng rất đẹp, anh ta mới muốn có một căn nhà như thế. Thế thì anh ta đi hỏi thợ, cái người thợ giỏi nhất ở trong vùng đến và anh ta nói xây cho tôi giống y như cái người hàng xóm căn nhà đó. Thì cái người thợ mới nói là căn nhà đó tôi xây đó, cho nên anh muốn kiểu nào, cỡ nào tôi cũng đều xây được hết. Thế thì anh chàng này vui mừng quá, anh nói là bây giờ đây là cái mảnh đất rất đẹp, anh hãy xây y như người bên kia cho tôi. Anh này bằng lòng và bắt đầu xây. Khi đặt móng và xây thì ông chủ ông ra nói, anh đang làm gì vậy? Tôi đang chuẩn bị xây cho anh căn nhà. Ông nói không, tôi chỉ muốn xây tầng trên cùng chứ không cần những tầng ở dưới. Thế thì anh chàng kiến trúc sư này, anh cả kỹ sư này vô phương. Người ta không thể xây được cái nền ở dưới mà có thể xây được cái lầu ở trên. Thì cũng như thế, trong cái tiến trình sinh và diệt của đời sống, chúng ta đã kinh qua không biết bao nhiêu hình thái của chủng loại chúng sanh. Và nếu như đây là một cái hình thái chủng loại chúng sanh thì từ cái hình thái này mình có thể chuyển đổi để từ đây đặt nền móng cho con đường tái sinh tiếp tục. Và lý do tại sao chúng tôi gọi là đặt nền móng là tại vì ngày hôm nay chúng ta là gì, chúng ta làm gì và chúng ta được gì thì ngày mai cái đà đó nó sẽ dẫn mình đi tái sinh. Có một lần đệ tử cũng hỏi Đức Thế Tôn rằng, dạ bạch Đức Thế Tôn, con là người thường xuyên chinh chiến, đó đây nằm mưa giải nắng, đối diện với cái chết thường trực xung quanh mình. Thế thì con xin hỏi Đức Thế Tôn, lúc mà con chết đó, thì bây giờ con tin theo Phật, và lúc con chết đó thần thức của con có thể về với cõi giới của Phật được hay không? Thì Đức Thế Tôn mới ví dụ một cái hình ảnh là ông có nhìn thấy cái cây nó đang nghiêng ra bờ sông không? Vị này nói dạ thưa có bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói ông hãy nhìn cái cây nó đang nghiêng ra bờ sông kia, nếu như bây giờ bất thình lình có một ai đó đến cưa gốc của nó thì nó sẽ ngã đi đâu? Rồi nếu như bất thình lình có một con sâu nào đó nó cắn cái gốc để rồi cái cây đó nó ngã thì nó sẽ ngã đi đâu? Rồi nếu như mà có một cơn bão tới thổi tróc gốc thì nó sẽ ngã đi đâu? Thì cái vị kia đều nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã ra bờ sông là tại vì nó nghiêng ra bên bờ sông. Thì cũng như thế, ngày hôm nay đây chúng ta đang nghiêng về cái nào trong đời sống thì cái đà nghiêng đó
cái hướng đó sẽ là cái mà các vị sẽ tái sinh. Cho nên nếu như ngày hôm nay chúng ta đau khổ thì đừng có mơ mà tái sinh vào cõi tốt đẹp. Cái mơ không bao giờ có. Nếu mà mơ mà có thật á thì chắc là thiên hạ loạn hết rồi, phải không? Vì chúng ta rất mơ, mơ mộng rất nhiều, mà rất vinh hạnh là chúng ta mơ không có thật. Cho nên mơ chỉ là mơ mà thôi. Còn hiện thực cuộc sống vẫn là hiện thực của cuộc sống. Mình không thể chuyển hóa được mình bây giờ thì không thể làm được bất cứ cái thứ gì khác hơn. Chuyển hóa là bản chất của sự sống. Các vị nhớ, tất cả mọi thứ trong trời đất này nó đều chuyển hóa hết. Một cái cây nó muốn lớn nó cũng phải chuyển hóa. Nó bỏ đi cái hình dáng cũ của nó để nó lớn lên từng ngày, từng giờ, từng phút, từng tích tắc. Chúng ta muốn lớn lên cũng vậy. Hít một hơi thở vào phải bỏ cái hơi thở của nó đi. Để rồi những tế bào trong cơ thể mình cũng vậy. Tế bào này nó sinh ra nó sống với mình được mấy ngày rồi nó cũng sẽ chết. Để rồi những tế bào khác nó tiếp tục nó thay thế. Thế thì chuyển hóa là bản chất của đời sống. Có rồi mất là bản chất của đời sống. Vô thường là bản chất của đời sống. Nhưng chúng ta đau khổ là vì sao? Các vị đau khổ là vì sao? Các vị có đau khổ không? Có không? Thế thì tại sao mình đau khổ? Tại cái ngã. Tại cái gì nữa? Tại cái tham. Rồi gì nữa? Sân si cũng đau khổ. Rồi gì nữa? Căn bản nhất là sự bám víu. Sao gọi là bám víu? Là tại vì chúng ta sống ngược với bản chất. Bản chất của nó là thay đổi. Sự vật và hiện tượng thay đổi. Con người thay đổi, dòng thời gian thay đổi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi hết. Nhưng chúng ta sống ngược với cái nguyên tắc đó. Có nghĩa là mình cái gì muốn mà mình yêu thích là mình muốn giữ cho mình. Cái gì mình ghét là mình muốn đẩy nó ra thật là xa mình. Thế thì chúng ta đang điên ngược. Chúng ta nên biết một điều là cái vô thường, cái giáo lý vô thường đó ai cũng biết hết phải không? Cái gì có thì sẽ mất hết. Ấy thế mà chúng ta không chấp nhận. Chúng ta có chấp nhận đi chăng nữa thì cũng là chấp nhận sơ sơ thôi. Chứ thật sự chúng ta không sống với cái giáo lý vô thường. Sống với giáo lý vô thường là sao? Có nghĩa là khi sự vật và hiện tượng đó nó happen, nó xảy đến với mình thì mình vẫn coi như đó là một cái lẽ thường của cuộc sống. Mà mình không bị chao đảo. Nó đến cũng là vô thường. Mà nó đi cũng là vô thường. Mình có thể nào tự hỏi bản thân mình, tại sao nó đến với mình thì mình lại vui, mà tại sao khi nó rời mình, nó ra đi, mình lại buồn? Đúng thế không? Tại vì sự vật và hiện tượng vốn nó không dành riêng cho mình. Cái người mà đầu óc tay gối với mình đó không phải dành riêng cho mình. Có phải thế không? Cha mẹ sinh ảnh ra đâu phải là để cho mình đâu. Nhưng mà chỉ có một thời gian mình kết thành phu phụ, rồi mình nghĩ là người đó là vật sở hữu của mình. Ăn cũng có anh, ngủ cũng có anh, đi đây đi kia cũng có anh. Cuối cùng rồi có mình cứ nghĩ là người đó là thuộc về mình, mà không phải cái gì khác hơn. Rồi đến một lúc nào đó cái người đó xa mình thì mình cảm thấy một cái sự hụt hẫng. Thật ra đó là thói quen mà thôi. Nếu mà anh đã từng sống cái thói quen là không có người bên cạnh thì anh sẽ cảm giác cái điều đó nó bình thường. Như tôi không có ai thì từ nhỏ tới lớn tôi vẫn thấy cái đời sống này rất bình thường. Nhưng mà mọi người nhìn vô sẽ thấy khác. Có đúng thế không? Thế thì đó chẳng qua là một cái sự huân tập về tâm thức mà thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chấp nhận cái lẽ thường của đời sống? Vì nó là bản chất. Hễ có là mất. Anh có con thì anh cũng sẽ mất con. Các vị có bị sốc không? Có nhà sẽ bị mất nhà. Có chồng sẽ bị mất chồng. Có vợ sẽ bị mất vợ. Có xe sẽ bị mất xe. Có bao nhiêu tiền trong nhà băng sẽ bị mất hết. Có đúng vậy không vậy? Mình không bỏ nó sẽ bỏ mình.
Đó là lẽ thật mà. Nhưng chúng ta không có cách nào để có thể thay đổi được cái lẽ thật mà mất mát đó. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được, đó là cái gì? Thay đổi cái gì? Thay đổi cái thái độ nhìn nhận cái mất kia. Và thay đổi cái thái độ nhìn nhận cái còn kia. Hay nó khác hơn, cái được và cái mất kia là mình có thể thay đổi được từ nơi nhận thức của chính mình, từ nơi quan niệm của chính mình. Đau khổ hay không đau khổ cũng là từ quan niệm nhận thức của chính anh mà thôi. Tại sao chồng mình chết á, thì mình buồn, nhưng chồng của người dưng chết thì mình không buồn? Mình buồn người dưng chết mà mình buồn thì mới lạ, phải không? Có đúng thế không? Rõ ràng rằng con của người xa lạ mất á, thì mình không có tiếc nuối, mình không thương gì hết, mình vẫn đi bật đi bình thường. Nhưng mà con mình mất á, thì mình lại sầu khổ. Có phải chăng hai cái đối tượng kia đều là con người, nó khác nhau cái gì đó? Nó đều có những sinh mạng như thế, nó đều có một bầu trời kỷ niệm như vậy, nó đều có những cái cung bậc của đời sống, nó đều có như thế hết. Nhưng không phải con mình thì mình lại không có tiếc nuối gì hết. Nhưng mà nếu nó chỉ cần là con mình thôi thì mình sẽ có thái độ khác. Thế thì chúng ta tu chừng nào cho đến Phật, chúng ta tu chừng nào cho đến Bồ Tát. Bồ Tát và Phật không có con, nhưng mà đối với chúng sanh trong cuộc đời này coi như là con của mình. Cho nên chúng sanh đâu, Bồ Tát đâu, chúng sanh đâu, Phật đâu. Thế thì chừng nào tâm của mình mới được như là tâm của Phật, như là tâm của Bồ Tát? Để chúng sanh đau là mình đau, chúng sanh bệnh là mình bệnh. Chừng nào mới được? Thế thì các vị thấy được rằng tu là một cái sự chuyển hóa. Nếu mà chúng ta tu mà không có sự chuyển hóa, mà chỉ là nhờ cậy thôi đó, nhờ cậy Phật cái này, nhờ cậy Phật cái kia không, thì chúng ta sai lạc rồi, chúng ta lầm lẫn rồi. Thế thì chuyển hóa là chuyển hóa cái gì? Thân, khẩu và ý là ba cái yếu tố không thể nào không chuyển hóa được. Và trên con đường tu đến Phật, thân, khẩu và ý là ba cái yếu tố cần phải thay đổi đầu tiên. Thân không sát, không đạo, không dâm. Khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, thiêu dệt. Ý là tham, sân, si. Các vị thay đổi được không? Rất là dễ, chỉ có thân, khẩu và ý thôi. Muốn thành Phật cũng từ thân, khẩu và ý đó. Thân thì người ta nhìn ta thấy liền, khẩu thì người ta nghe mà nói là người ta biết liền, người này như thế nào, người kia như thế kia. Cái ý á, cái ý của mỗi người không ai có thể nhìn thấy được. Cái thân thì người ta có thể thấy được, cái miệng á thì người ta có thể nghe được, nhưng cái tâm ý của mỗi người không ai nhìn thấy được. Và luật pháp của Mỹ cũng chỉ căn cứ trên cái hành động anh đã làm gì cho ai, căn cứ trên cái miệng anh đã nói gì cho ai để làm tổn hại họ hay không. Nhưng cái ý nghĩ thì pháp luật của Mỹ chịu thua. Anh nghĩ xấu người ta, anh nghĩ trong đầu anh là anh muốn tổn hại sinh mạng của người ta, nhưng pháp luật không thể bắt anh được. Là tại vì cái ý đó người ta không thể nhìn thấy, người ta không thể biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu óc của anh. Có phải thế không? Nhưng Phật giáo chú trọng cái ý hơn tất cả cái thân và cái khẩu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Cái ý là cái quan trọng vô cùng. Cho nên trong vấn đề tu, chúng ta cần phải tự giác là như thế. Tự anh phải tu cho anh trước, tự anh phải chuyển hóa thân và tâm của anh trước, rồi từ đó anh mới đem cái đó mà giác tha, tức là đi khuyến cáo người khác, đi dẫn dắt người khác, để rồi anh và người khác đó cùng giác hạnh viên mãn. Và xin thưa các vị là nếu như ai trong chúng ta đây từ chối cái con đường tu chính bản thân mình, mà mình chỉ có thể làm những việc công ích ở ngoài, mà mình không lo tích tạo cái phước đức cho chính bản thân mình,
thì người đó chưa thật sự là người biết tu. Người biết tu là trước tiên phải tu cho mình. Việc đầu tiên người đó có thể tu được đó là tu cho mình. Dẫu cho người ta có cái sự ích kỷ, tuy nhiên cái sự ích kỷ đó là sự ích kỷ cần thiết của buổi ban đầu. Anh không thể cứu người mà anh không thể không biết bơi được. Và Phật giáo có phải chăng buổi đầu tiên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, rồi Ngài đi tham học với các vị thầy khác, rồi Ngài phải tự mình ngồi thiền ở dưới gốc cây để tự mình chiêm nghiệm. Thế thì cái yếu tố tự giác, cái yếu tố tự mình phải tu cho chính bản thân mình, đó là con đường độc lộ, con đường không thể thay đổi khác hơn. Tự bản thân mình chuyển hóa, và chuyển hóa để có được sự an lạc. Và cái an lạc đó không phải là trời cho. An lạc đó tự bản thân mình gầy dựng, tự bản thân mình có thể chắc lọc được. Và nếu ai trong chúng ta có thể chuyển hóa được chính mình, thì xin thưa, con đường thành thánh, thành Phật là con đường đó đó. Còn nếu không thể chuyển hóa mà chỉ nghe, mà chỉ a dua theo những cái quan điểm, những cái quan niệm của những người khác đưa tới, thì người đó không tiến bộ trên con đường tu đến Phật. Xin thưa các vị là nếu như trong cuộc đời này cái gì mà người ta suy nghĩ trong đầu mà nó cũng thành hiện thực hết á, thì chúng ta bất hạnh vô cùng. Quả thật là bất hạnh vô cùng. Tại vì chính người mười ý mà. Mình suy nghĩ như thế này nhưng người ta lại không suy nghĩ như vậy. Luôn luôn có những yếu tố đối nghịch mình tồn tại trong cuộc sống. Và chúng ta có thể thiện thể đi trong cuộc sống là khi nào? Khi mà chính mình đã tìm thấy được một tương đối có thể chấp nhận được, và mình sẽ có thể thiện thể được trong cuộc sống. Trong cuộc đời tạm tương đối này, tạm thời và tương đối này. Tạm thời có nghĩa là chúng ta nói theo phương diện của thời gian, nó tạm bợ, nó không có vĩnh cửu. Còn tương đối là chúng ta cũng nói theo cái phương diện là tục đế, nó không có tuyệt đối, tức là chân đế. Cái đời sống này nó mong manh, đời sống này nó dễ vỡ, đời sống này nó còn nương tựa trên những tâm thức với nhau, và những tâm thức đó nó vô thường như nhau. Vì thế khi người ta nghĩ một điều thì cái điều đó chưa chắc đã đúng đâu, mà mình nghĩ một điều chưa chắc điều đó cũng đúng đâu. Đôi khi nó đúng hôm nay, nó lại sai ngày mai. Và có thể nó đúng bây giờ nhưng mà hôm sau nó không đúng nữa. Cũng có thể nó đúng ở nơi này nhưng mà nơi khác nó không đúng. Cho nên điều mà chúng ta nói, điều mà chúng ta nghe, điều mà chúng ta làm chỉ là tạm thời chấp nhận mà thôi. Có thể nó chỉ đúng trong cộng đồng của mình mà nó không đúng trong những cộng đồng của người khác. Tất cả những cái phong tục mà chúng ta sử dụng như ma chay, như là hành lễ, như là tụng kinh, chúng ta nghĩ là ồ, tụng kinh như thế này mới đúng. Nhưng xin thưa không, có những trường phái người ta đâu có tụng kinh đâu. Thế thì người ta cho là không tụng kinh mới đúng, còn tụng kinh là vọng động là sai. Có phải vậy không? Thế thì đúng hay sai không phải là vấn đề chúng ta đặt ra. Vấn đề chúng ta đặt ra là dùng cái phương tiện nào để đạt được cái mục đích gì. Thế thì trên cái phương tiện tương đối của đời sống, chúng ta tạm chấp nhận với nhau là chúng ta tu thì phải như thế này, tu thì phải như thế kia, tu thì cần có như thế này, tu thì cần có như thế kia. Nhưng xin thưa, khi đạt đến cái chỗ mà không còn một mảy may có sự rúng động bởi thân tâm nữa rồi đó, thì chúng ta tu kiểu gì cũng nhẹ nhàng hết. Còn nếu như bây giờ chúng ta nói là chúng ta cần phải tu thân, tu khẩu, tu ý, nhưng mà đối với những người, người ta đã giác ngộ lẽ đời rồi thì người ta không cần phải tu thân khẩu ý nữa. Tại vì người ta đã đi ra khỏi cái sự rào cản của dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi, thì hoàn toàn người ta không còn bị chi phối bởi thời gian, bởi không gian nữa. Còn chúng ta là người còn phàm phu, còn tham dục, còn tham ái, thì cần phải tu là như thế. Và xin thưa đại chúng, trong cõi này chúng ta gọi là cõi dục, phải không? Cõi dục là sao? Dạ, tham dục. Chúng ta tham muốn, cõi này là cõi tham muốn. Có ai trong chúng ta không tham muốn không? Các
Các vị có muốn mình đẹp không? Có muốn mình giàu có không? Phải không? Đơn giản thế thôi. Cõi này là cõi tham muốn. Dẫu cho bây giờ nói chứ bác lớn tuổi nhất ở đây đi, giờ có còn tham muốn không? Có muốn cái gì không? Sao mà không được? Nhưng là muốn chứ làm sao mà không. Rõ ràng con muốn rất nhiều mà ba không chịu mua thôi. Và một người già cũng muốn. Thế thì trên cái lộ trình mà từ cái lúc sinh ra cho đến cái lúc già đi là một cái tiến trình của tham muốn. Và chính vì cái động lực tham muốn làm ta tái sinh vào chỗ tham muốn. Và ngày hôm nay nếu như trong cái tiến trình sinh và diệt này, chúng ta còn lại sự tham muốn trước khi chúng ta chết, và cho đến lúc chết chúng ta còn có sự tham muốn, thì cái tham muốn đó là động lực, là cái chiều hướng của cái cây nghiêng để mình tiếp tục đi tái sinh vào chỗ có sự tham muốn của tâm thức. Các vị hiểu điều này chưa? Cho nên cái con đường tái sanh là con đường của tâm thức đi tìm thấy cái động lực, cái khát ái, cái mong muốn để trở thành. Khát khao trở thành là động lực để tái sinh, là cái nghiệp thích đó. Nếu như nguồn gốc của sự tham muốn không còn, như là củi hết, lửa tắt, động lực để cháy lên ngọn lửa của tham dục không còn, dầu đã hết, cái tim đèn cũng đã hết, thì không thể tìm ra được cái ngọn lửa kia được đốt cháy từ nơi ngọn đèn đó nữa. Sở dĩ ngọn đèn kia được cháy lên là vì nó có dầu và vì nó có cái tim đèn thì nó mới cháy được. Một khi mà dầu đã cạn rồi, tim đèn đã hết rồi, thì không còn động lực để cho cái nghiệp thức kia có thể tác tạo mà trở về với thế giới phàm phu. Thế thì kính thưa các vị, nói cho cùng, chúng ta bị rớt trong cái cõi dục này là vì cái yếu tố tham ái, khát khao trở thành. Ngày hôm nay các vị có khát khao trở thành cái gì không? Có chứ, phải không? Chúng ta khát khao để con mình trở thành cái này, khát khao để con mình trở thành cái kia. Chúng ta khát khao là chúng ta sẽ nghỉ hưu sớm mà trước tuổi và được một mớ tiền để đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Chúng ta khát khao là trước 65 tuổi hả, là chúng ta đã build up mỗi tháng như vậy là 5.000 đô, để rồi sau 65 tuổi mỗi tháng như vậy còn lại 4.000 đô. Ví dụ như thế, đó là một sự khát khao. Và chúng ta cố gắng để đạt được cái sự khát khao đó. Nhưng chúng ta chỉ có cố gắng để đạt được sự khát khao đó mà thôi, chứ chúng ta không phải khao khát để đạt được sự giải thoát giác ngộ. Và cái sự khao khát của mình nó tới đó là một cái sự hưởng thụ cho đời sống của chúng ta, chứ chúng ta không phải khát khao để trở thành một người không còn sanh tử luân hồi. Có đúng thế không? Chừng nào chúng ta nuôi cái ước vọng, nuôi khát khao và sống với cái niềm khát khao không còn sanh tử luân hồi, thì ngày đó chúng ta đã gieo cái hạt giống muốn trở thành một cái không còn bị sanh tử luân hồi. Còn ngày hôm nay chúng ta đang gieo cái hạt giống trói buộc, gieo cái hạt giống sanh tử luân hồi, thì bắt buộc mình phải sanh tử lại cuộc đời này mà thôi. Các vị rõ yếu tố này chưa? Thế thì rõ ràng trong đời sống của ta, chúng ta tu là để chuyển hóa. Không có ai trong chúng ta mà biết hết tất cả mọi thứ từ lúc mới sinh ra. Mình đều phải học. Học để có kiến thức là một sự chuyển hóa, phải không? Từ cái người không biết gì, chúng ta học để trở thành một người biết gì. Xin thưa các vị là bây giờ các vị trở thành một người rất là giỏi trong một cái ngành nghề nào đó của các vị. Tuy nhiên, có buổi đầu tiên các vị không hề biết gì cả. Thế thì chính một cái người không biết gì qua trường, qua lớp, qua ngành nghề, qua được đào luyện, các vị biết được cái ngành nghề đó và trở thành một tay cao thủ trong cái nghề đó. Thế là do yếu tố gì? Chuyển hóa mà có thôi. Thế thì hoàn toàn chúng ta đừng có nói là bà đó mà biết gì, bà đó làm sao mà có thể nấu cơm được, làm sao có thể quét chùa được, làm sao có thể cắm nhang được, làm sao có thể chưng bông được, làm sao có thể chưng trái cây được. Xin thưa anh, sai lầm vô cùng. Trên nước Mỹ này nó có một cái luật, nó gọi là cái luật 20 giờ.
Các vị biết cái luật này không? 20 giờ. Có nghĩa là cái luật này, trong vòng 20 giờ đồng hồ, tất cả mọi người chúng ta đều có thể học được một cái mới mẻ. Ví dụ, anh muốn nấu một nồi cơm ngon, tôi sẽ chỉ cho anh nấu một nồi cơm ngon. Trong vòng 20 giờ thôi anh có thể nấu được một nồi cơm ngon, nếu anh có thể học vài tiếng và anh còn lại anh thực tập. Nếu anh muốn làm một cái bánh thật ngon, tôi có thể chỉ cho anh từ lúc anh không biết gì cho đến 20 giờ sau anh thực tập, anh có thể làm được cái bánh đó ngon. Đúng thế không? Anh muốn cắm một bình hoa đẹp, trong vòng 20 giờ tôi có thể làm được điều đó. Anh không biết lái xe, trong vòng 20 giờ tôi có thể chỉ cho anh có thể lái được chiếc xe. Đó là cái luật 20 giờ. Đó là dành cho những người nào mà tệ nhất ấy. Chứ còn những người mà thông minh thì chỉ cần 1-2 tiếng mà người ta có thể làm được việc đó rồi. Thế thì rõ ràng trong đời này anh đừng có nói là ô, người này không biết cái này, người này không biết cái kia, người này không thể làm được cái này, người kia không thể làm được cái kia. Bây giờ nếu như anh nói là anh học bài không thuộc, dạ xin thưa, anh học bài không thuộc không có nghĩa là anh học một chữ không thuộc. Đúng thế không? Còn anh nói là tôi học bài thuộc, nhưng mà anh học thuộc được bao nhiêu? 1 trang, 2 trang, 10 trang hay 1000 trang? Thế thì thuộc là thuộc bao nhiêu? Đại chúng hiểu ý tôi nói không? Thế thì một người có dạy nhất đi nữa, người ta cũng có thể học thuộc được một chữ trong vòng 20 tiếng đồng hồ. 20 tiếng là mấy ngày? 24 giờ là một ngày đúng không? Nhưng mà nếu mà một ngày 8 tiếng đó, thì gần 3 ngày hả? Thì người ta có thể làm được. Thế thì xin thưa, không ai trong chúng ta không thể chuyển hóa, không ai trong chúng ta không thể làm được cái gì. Và đừng đánh giá thấp bất cứ ai trong đời này chúng ta gặp. Chúng ta làm được cái gì thì người khác người ta có thể làm tốt hơn mình nữa là khác. Vấn đề là có đặt lên bàn tay của họ hay không, có giúp cho họ có khả năng chuyển hóa hay không. Mình làm được điều đó, mình có giúp cho cái người dưới mình, cái người sau mình, người ta có cơ hội, người ta có cái challenge hả, để họ có thể làm được hay không mà thôi. Đôi khi chúng ta vì cái này, vì cái ân oán cá nhân, ân oán giang hồ cá nhân, mà chúng ta không tạo nên cái cơ hội cho người khác tiếp cận. Chính vì cái lẽ đó mà mình mất cơ hội, và làm cho người khác cũng mất cơ hội luôn đối với mình. Cho nên đời sống này anh không giỏi lắm đâu. Cái mà anh giỏi chẳng qua là cái mà anh biết được trong cái phạm vi đó của anh mà thôi. Nếu như người khác cũng đặt trong cái trường hợp đó, cũng đầy đủ điều kiện như thế, thì có thể là cái khả năng của người khác người ta còn bộc phát nhiều hơn nữa. Trong một đám bắp chỉ có vài cây nó lẹt đẹt thôi, còn tất cả nó đều nhau, nó đều ra trái tốt đẹp hết. Thế thì nếu như anh gieo anh trong một cái vườn của họ có đầy đủ phân bón, thuốc thang, có đầy đủ hết mọi thứ, thì có thể nó phát triển rất tốt. Thế thì anh có tạo ra môi trường để cho nó phát triển tốt hay không? Chúng ta nói như đó có nghĩa là mình có tự bản thân mình có thể thăng tiến, và mình có thể tạo cơ hội để người khác thăng tiến hay không? Hay là chúng ta sợ rằng người ta thăng tiến rồi người ta đạp mình đi, rồi những cái yếu tố đó làm cho mình bị trầm địch bám víu. Xin thưa đại chúng, cái yếu tố bám víu này đây, tài sắc danh thực thùy, là năm yếu tố gọi là ngũ dục. Năm cái dục này nó làm cho con người ta tài chìm đắm. Tài, các vị muốn tiền không? Không ai đúng hết à? Không ai muốn tiền hết à? Nó xạo vừa muốn vàng đô la thôi, hột sòn rồi thôi phải không? Tài đó mình có thể cụ thể nó là tiền đi, chứ tài nó nhiều lắm. Vật chất gọi là tài đó. Nhà ở, người ta có cái nhà một phòng được rồi, mình là phải 5-6 phòng, ví dụ thế. Bấy nhiêu đủ rồi, nhưng mà không, chưa đủ đâu. Đấy, yếu tố tài. Sắc, sắc đẹp, phải không? Ăn bận cho bảnh bao, đi shopping cho nhiều, thấy người ta có áo đẹp, mình phải có áo đẹp.
thấy người ta ra cái bộ đó nó đẹp, nó cái vải nó tốt, là mình cũng cố gắng để tìm cho được cái bộ như họ, dẫu là cơ hội bận cái bộ kia nó không nhiều, thậm chí là không bận nữa là khác. Nhưng mà dường như đó là một cái điều mà mình cần phải có. Mình cần phải có được tài sắc danh. Cái danh này đấy, xin thưa đại chúng, là nó không làm ăn gì được hết á. Nhưng mà phải có. Cái danh này là cái để chết con người ta, nó chìm con người ta, nó nhấn chìm con người ta vô cùng. Không được gì hết. Anh ăn ngày ba bữa, anh có cái danh vô anh cũng ăn ngày ba bữa à. Ấy thế mà không có không được. Và dường như người ta còn cố gắng để đạt được cái mà người ta có nữa. Và nếu mà vắng cái đó rồi, người ta cảm giác như là mình bị túc phế hết, giống như là mình bị tay chân bị chặt hết, mà không thể nào tách rời ra khỏi được cái danh, cái danh phận ở đời. Phải vậy không? Cho nên là người đời người ta gọi là hổ chết thì để da, mà người chết thì để tiếng, là như vậy. Nó nghiệt ngã cuộc đời lắm, chứ không phải không? Phải có danh phận gì đó. Phải có danh phận gì với núi sông đó hả? Sống với cái danh hảo, dẫu là không có nó thì con người ta cũng vẫn thở và vẫn ăn bình thường. Nhưng mà đó như thể là một cái gia vị tinh thần. Thực là ăn. Ăn ngon, ăn no chưa đủ mà còn phải ăn ngon nữa. Phải không? Ăn ngon rồi phải ăn cho sang trọng nữa. Cũng là cái món đó, nhưng mà không mắc tiền là không được. Cần phải mắc tiền. Và dường như không biết nó béo bổ bao nhiêu, nhưng nó càng đắt tiền thì chứng tỏ cái level nó càng tốt. Phải không? Mức độ nó càng tốt. Và cái đó cũng như thế là cũng một cái giỏ sách, cũng có thể đựng được cái ví, cũng có thể đựng được cái bóp. Nhưng mà nếu mà LV danh đó thì nó khác. Phải không? Hay là cái mắc nhất là cái gì? Chanel. Oh, Chanel mà nhầm gì? Cái gì? Cái Hermès gì đó. Ví dụ thế. Tôi nghe nói thôi, tại vì là một cái đó độ khoảng vài chục ngàn. Thế thì xin thưa đại chúng, nó là cái gì? Nó cũng là chỉ là một cái bóp, mà tôi nghĩ là cái đẩy của mấy thầy chùa thì cũng vậy thôi. Phải chứ? Cũng nó, nhưng mà chúng ta không chú ý vào cái tác dụng của nó, mà mình chỉ chú ý tới cái gì? Cái danh tiếng của nó. Và dường như người nào mà mang cái giỏ đó là cái người đó được thăng lên một cái cấp danh vọng nào đó, phải không? Làm cho mình rạng rỡ hơn, làm cho mình high class hả? High class hơn những người mang cái giỏ Chanel hả? Phải chưa? Chanel không còn xíu nữa thầy. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng. Rõ ràng là trong đời sống của mình thấy nó dường như là nó mang cái danh hảo trong đời sống. Và đau khổ ở chỗ là con người ta không có được cái đó, nhưng cố gắng bằng mọi cách để đạt được. Cái đó mới là cái đau khổ. Nếu anh là 1 tỷ phú, anh có thể sắm 1 tỷ cái giỏ cũng sao hết. Đúng thế không? Còn nếu như anh là cái người mà đi làm tháng 5 ngàn mà mua cái giỏ mấy chục ngàn, thì rõ ràng đau khổ liền. Đau khổ liền. Cái giỏ vốn nó không phải đau khổ, và nó không hề mang đến cho người sự đau khổ bởi cái giỏ đó. Nhưng anh bằng mọi cách để đạt được cái đó, thì cái đó nó sẽ mang lại cho anh sự đau khổ. Đối với những người, người ta làm 1 tháng cả 1 triệu bạc, thì người ta xách cái giỏ vài chục ngàn không vấn đề gì cả. Người ta cảm giác như là cái đó cũng như là mình làm tháng mấy ngàn rồi xách cái giỏ 100 đồng vậy. Cho nên cái đau khổ của anh không phải đau khổ của tôi. Đau khổ của người này không phải là đau khổ của người kia. Mà mỗi người mức độ đau khổ khác nhau. Cho nên không có phương thuốc chung cho tất cả mọi người. Không có cái liều thuốc chung. Mà liều thuốc, cấp độ thuốc của anh, nó là của anh. Của tôi, nó là của tôi. Đau khổ của anh
cấp độ của nó khác, đau khổ của tôi cấp độ của nó khác. Đối với anh cần cái đó, nhưng đối với tôi không cần. Chứ ai cho tôi cái túi Chanel làm gì trời? Hoặc là cho tôi cái túi LV tôi làm gì? À, thì đó là cấp độ của anh nó khác của tôi, đúng thế không? Cho nên chúng ta thấy được rằng cái danh ở trong đời đó, nó chi phối hết tất cả đời sống của chúng ta, nhưng mỗi người bị tác động một cái khác nhau. Có người thì săn sóc cho người vợ mình, để chi vậy? Để người vợ mình chỉ cần đi cạnh bên mình thôi là thấy cái giá trị của mình rồi, phải không? Dường như là cưới vợ về để trang điểm cho đời của mình vậy thôi, chỉ cần đi cạnh mình và cười cười nói như thế là đủ. Thế thì xin thưa đại chúng, điều đó là thật. Thế thì chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau khổ hay không đau khổ trong đời, dường như tất cả mọi thứ nó nằm ngay chính ta chứ không đâu hết. Và nếu như chúng ta muốn có một đời sống tốt đẹp ngay hiện tại bây giờ thì xin thưa không ai cho. Đời sống đó phải được tự anh đặt cái đôi tay của anh, đôi chân của anh và tâm thức anh phải nhận diện và chuyển hóa. Không ai cho anh một cái đời sống hạnh phúc tự nhiên trên trời rơi xuống. Nếu như anh sống trong một gia đình có vợ có chồng, anh chỉ nghĩ cho cá nhân anh mà anh không nghĩ cho chồng, anh không thông cảm cho chồng, không thông cảm cho con, thì không có hạnh phúc ở nơi đó. Và nếu như anh nghĩ được rằng cái hạnh phúc đó của anh bắt người khác phải theo đó, thì anh càng sai lầm hơn nữa. Là tại vì người ta không phải là sở thuộc của anh, người ta không phải là cái bóng của anh trong đời, và anh cũng không thể control được người ta tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên đời sống này là sự chia sẻ. Vợ chồng đến với nhau, đó là cái duyên của đời sống này, chúng ta đến với nhau và tạm thời nương gá với nhau trong đời sống này mà thôi. Rồi có một ngày nào đó anh không cần phải chia tay sớm vậy đâu, rồi cũng sẽ chia tay mà thôi. Không vợ thì chồng, rồi con cái của mình cũng vậy, dưỡng nuôi một thời gian rồi phận nó thì nó cũng đi, phận mình thì mình cũng lầm lũi cho đến hết cuộc đời này. Và chúng ta không biết cuộc đời này sẽ đưa đẩy mình đi đến đâu. Mình có thể chết bất cứ lúc nào, trên xa lộ cũng có, trên không trung cũng có, hay bất cứ ở đâu, hay trùm mền ở nhà cũng chết nữa. Cho nên là chúng ta không thể, không có ngưỡng cửa nào để dành cho mình một cái đời sống nó tốt hết á, ngoài chính bản thân ta tri nhận ở tại đây bây giờ. Nếu như chúng ta ngồi trong một cái chánh điện như thế này, yên lành như thế này, nghe những lời pháp mà thật sự là nó không phải, các vị không phải tốn tiền gì để có thể nghe được. Điều đó xin thưa là diễn phúc vô cùng. Trong bát nạn mà Phật dạy đó, nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Phật dạy có 8 nạn. 8 nạn đó là thứ nhất đó, là sinh ở biên địa hạ tiện. Biên địa hạ tiện này là nơi mà không có chùa, chiền, không có Phật, không có lời pháp. Biên địa hạ tiện. Nhị phi tưởng thiên là sinh ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là cõi trời thứ 33, tầng trời cao nhất của 33 tầng trời. Ở nơi đó người ta chỉ có hưởng thụ đời sống dục lạc, hưởng thụ đời sống thọ mạng lâu dài mà không có Phật pháp. Vậy thôi, rồi sống hết cái phước đó thì trở lại nhân gian. Vậy đó, thì ở cái cõi đó không biết tu, cho nên là một nạn. Tam Phật tiền, Phật hậu, ý là sinh ra những trước Phật hay là sau Phật, nơi đó không có bóng dáng của Phật, không có bóng dáng của giáo pháp, là một nạn. Nhưng mà chúng ta tuy là sinh sau Phật nhưng còn có bóng dáng của Phật pháp để chúng ta có thể nghe, để chúng ta có thể thực hành. Tứ thế trí biện thông, những người nào ý mình là học rộng, hiểu nhiều, chấp chặt nơi cái kiến thức, chấp pháp mà không chịu chuyển hóa, không chịu học thêm giáo pháp của Phật để tự mình chuyển hóa, mà mình cứ cho rằng kiến thức này là kiến thức miên viễn của ta. Kiến thức này không thể thay đổi được, kiến thức này là tuyệt vời rồi. Thế thì những người mà nhận thức như vậy là một sai lầm. Tại vì cuộc đời này nó là vô thường, nó có hôm nay, nó mất ngày mai.
Kiến thức này nó được hôm nay nhưng nó sẽ không được ngày mai. Nhận thức này nó sẽ tốt hôm nay nhưng ngày mai nó sẽ thay đổi cái khác. Và cái điều này chúng ta thấy trước mắt của mình đang thay đổi rất nhanh chóng. Có phải thế không? 100 năm trước chúng tôi mới đi vô cái viện bảo tàng ở đây đó, bảo tàng xe Ford đó. 100 năm trước chúng ta nhìn chiếc xe, nó rất ư là tồi tàn, nó rất ư là không có phát minh gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay, 100 năm sau, kỹ nghệ nó khác, đời sống nó khác. 20 năm trước làm gì có cái phone như bây giờ, làm gì có cái tablet như bây giờ, làm gì có computer mà phổ biến nhanh chóng như bây giờ. 20 năm sau hoàn toàn khác. Và ngày hôm nay một cái mới nó ra, mỗi một năm một cái mới. Thế thì chúng ta thấy được rằng đời sống này nó vô cùng nhanh chóng. Mà chúng ta chấp chặt nơi kiến thức của mình, chấp chặt nơi cái tầm nhìn và cái tầm hiểu biết của mình, mà chúng ta không chịu thay đổi, đó là yếu tố đi ngược lại với bản chất của đời sống. Cho nên người đó là chấp kiến, kiến chấp là một nạn nữa. Ngủ mông lung ám á, những người nào mà đuôi điếc câm ngọng là một nạn. Tại vì người ta không, đuôi người ta không thể thấy được, điếc người ta không thể nghe được, câm người ta không thể nói được, ngọng người ta không thể diễn tả được một cách trót lọt. Thế thì những người mà nằm trong những đối tượng đó là tội nghiệp cho đời sống thân phận của chính họ. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh, ba cái con đường ác đạo đó chúng ta không có nằm trong đó. Cho nên các vị thấy được rằng mình đã hoàn toàn ra khỏi được 8 cái nạn mà Phật dạy rồi. Thế thì hạnh phúc vô cùng khi mà thân này có được Phật pháp khó gặp mà mình đã gặp được. Thì chúng ta không thể nào nói là cái niết bàn này mình không thể đến được. Có phải vậy không? Những người mà rơi trong bát nạn đó, người ta khó có thể vượt ra khỏi được. Mà mình đã không nằm trong bát nạn rồi thì chúng ta biết được rằng đời sống của mình rất ư là sung sướng, rất ư là tốt đẹp. Và sinh ra trong một quốc gia, lớn lên trong một quốc gia như thế này thì càng tuyệt vời hơn. Các vị nghĩ có ai đời mà bây giờ cái tuổi già tự dưng vậy cái được 600-700 tháng, phải không? Tự dưng thôi, không cần gì hết, tự nhiên là có người cho cơm cho áo mình ăn, mình bận, rồi có người cho nhà mình ở. Mà chỉ cần anh bước chân lên mảnh đất này thôi, anh đã được cái quyền đó rồi. Có đúng thế không? Chỉ cần đặt cái bàn chân của mình lên mảnh đất này, có được cái công dân của mảnh đất này, là chúng ta được cái quyền như thế. Thì phải nói là cái cộng nghiệp của đất nước này nó quá tốt đi. Nó đã xây dựng một cái nền tảng chung cho tất cả mọi người. Ai có nhà trên mảnh đất này thì cái nhà đó dường như cũng có máy sưởi, máy lạnh, cũng có bếp ga, cũng có rumine nước, không cần phải đi xách nước. Rồi đi ra mua chiếc xe thì ít nhất cũng là xe 4 bánh. Có phải thế không? Mà có 4 bánh đó là niềm ao ước của những người dân Việt Nam còn ở bên kia của mình, đang lặn hộp sớm hôm để đi tìm cơm ăn áo mặc. Của bao nhiêu triệu người sống chen chúc nhau trong thành phố, mà người ta mơ ước là gì? Một vợ, hai con, ba lầu, 4 bánh. Phải không? Niềm mơ ước của họ đó. Mà trên mảnh đất này thì ai cũng đi 4 bánh cả. Và tôi nhớ khi ba mẹ tôi đi qua đây thăm, khi mà tôi ra trường, trường gửi cái giấy mời về cho ba mẹ sang để tốt nghiệp con. Ông bà nói chứ, ủa con sao không đem xe qua nhà? Tức là không đem xe hơi mà đi vô cất. Mình nói dạ ba má nhìn thấy ở đây người ta để xe ngoài đường không, chứ đâu có ai cất xe trong nhà đâu mà mình đem vô làm cái gì. Thế thì ở Việt Nam của mình á, cái tâm thức người ta khác. Cái xe hơi là phải đem vô nhà rồi tủ nó lại, hoặc là vô kín cổng cao tường rồi mình phải khóa cửa rào rồi này kia lại, phải không? Để cho khỏi có bị gỡ kiến xe, rồi gỡ gì đó bảng số xe. Ở đây ai đi làm việc đó? Thế thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đời sống nó đang, nhìn cái đời sống hiện tại thì biết được cái phước của mình đang ở cái chỗ nào. Và nếu như chúng ta ở trên mảnh đất này rồi mà còn đau khổ thì khác chi mà chúng ta ở trong những cái xứ đó, những cái xứ nghèo túng khổ sở kia. Nhưng xin thưa đại chúng là ở chỗ nào còn tham dục là còn đau khổ, dẫu cho chúng ta sinh ở cõi trời, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, chúng ta vẫn đau khổ như vậy. Là tại vì sao?
Tại vì tâm thức mà thôi. Tâm thức tham cầu mà thôi. Cái cầu mong của tâm thức á, không bao giờ vừa lòng hết. Hôm nay chúng ta muốn cái này, nhưng ngày mai chúng ta muốn cái khác. Hôm nay nó đầy đủ cái này, nhưng ngày mai nó sẽ thiếu thốn cái khác. Thế thì một người chạy theo cái tham muốn là người không bao giờ an lạc được. Phật chỉ cho mình có một phương pháp có thể làm an lạc được, đó là gì? Các vị nói đúng khen hay á. Không phải. Không phải. Có một phương pháp mà giúp cho những người nhiều ham muốn có thể an lạc được. Không phải luôn. Không phải. Không phải. Thua chưa? Đó là thiểu dục tri túc. Giúp cho những người nhiều tham muốn. Phật không cấm chúng ta tham muốn trong một đời sống của con người. Được quyền tham muốn, nhưng thiểu dục. Ít muốn và biết đủ. Anh biết dừng lại thế nào là đủ và thế nào là ít muốn. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Anh thiểu dục là thân tâm tự tại. Muốn ít là thân tâm tự tại. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Ai nói câu đó? Cái gì? Nguyễn Công Trứ. Thế thì ngay cái khi ông nói là muốn nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Đừng có đợi là sau khi retire rồi mới đi chùa, mới nhiều thời gian đi chùa. Anh muốn đi chùa là đi chùa thôi. Xin thưa đại chúng là đúng là như thế. Chúng ta sắp xếp thời gian mà thôi. Còn chúng ta đợi đó thì không đợi được. Giống như là Phật dạy người bố thí vậy đó. Ở trong kinh Bát Vụ có câu chuyện kể về anh chàng này, gọi là để dành sữa bò. Anh ta tính tháng sau á, là sẽ mời hết mọi người về để anh ta đãi sữa bò, ăn tiệc và anh ta đãi sữa bò. Thế anh ta mới nảy ra một ý tưởng là nếu như bây giờ mình dắt con bò ra, mình vắt sữa đó mỗi ngày đó, thì mình phải bảo quản cái sữa của nó, mình phải để như thế nào đó để cho tháng sau nó có thể còn tốt, có thể dùng được. Anh ta mới nghĩ ra một kế là chi cho bằng mình để nguyên ở trong bụng bò đi, phải không? Rồi tới tháng sau mình đem bò ra mình bắt thì có phải là nó vừa tươi mà vừa không cần phải bảo quản không? Thế là anh ta để luôn ở trong bụng nó cho đến tháng sau anh ta dắt con bò ra thì vắt không được miếng sữa nào hết. Thế thì mọi người mới cười và chế nhạo anh ta. Thì nhân đó Đức Phật mới nói được là giống như người bố thí vậy đó. Đừng đợi tới ngày đó, tháng đó, năm đó, ngày đó, giờ đó mình mới bố thí. Tại vì cái của ở ngoài ta đó, nó bay mất hồi nào không hay. Nước lục cuốn trôi, vua lấy, cướp lấy, mà mình mất mạng hồi nào không biết. Cho nên đối với những việc gì thiện sự cần làm là phải làm ngay. Cần làm là làm ngay, không chờ đợi. Trong đời này cái gì mà chúng ta cần chúng ta làm ngay. Thế tại sao những việc thiện chúng ta cần làm không làm ngay? Đó là điều mà mình cần phải coi. Và xin thưa đại chúng là chúng ta gieo hạt giống đó không mất. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp chúng ta gieo một hạt giống nào thì hạt giống đó không hề mất đi. Nó chỉ đợi cơ hội nó đến đầy đủ nhân duyên thì hạt giống kia liền nảy nở. Thế thì nếu ngày hôm nay ai trong chúng ta ngồi đây cũng đều biết, rồi một ngày nào đó nhà này cũng sẽ mất đi, tiền tài chúng ta để dành trong nhà bang 401k rồi đó cũng mất hết, không còn gì hết. Thế thì tại sao ngày hôm nay chúng ta sống những việc cần làm mình không chịu làm, những việc cần làm cần gieo phước mình không gieo, mình đợi khi mình chết mình mới gieo, hay là mình đợi khi mình chết rồi con mình nó sử dụng cái gia tài của mình để lại, hay là vợ mình nó sử dụng cái gia tài mình để lại, thì lúc đó phước còn ở đâu nữa? Xin thưa đại chúng,
mình hôm nay mình có mà mình không làm á, thì cái của kia là coi như của tôi, của nổi rồi, của người khác cái phần còn của mình á. Ngay cả trong kinh Địa Tạng mà chúng ta hay tụng đó, sau khi mà mẹ chết rồi thì quăng một mấy đêm nhà cửa rồi này kia để bán, để hồi hướng công đức cho mẹ, thì mẹ chỉ được có một phần à. Phải vậy không? Thế thì tại sao ngày hôm nay chúng ta còn sống, chúng ta không tự làm cho chính bản thân mình cái tích nhất, cái tích đức, cái gieo nhân? Người bậc thánh á, bậc thánh giả thì người ta nghĩ là ăn hết của đâu cho người. Còn người phàm phu thì người ta nghĩ là cho hết của đâu mình ăn. Phải không? Bậc thánh thì người ta sợ là người ta ăn hết, còn của đâu nữa mà cho người. Còn người phàm phu người ta lại nghĩ ngược lại, nếu mình cho hết thì của đâu để cho mình ăn. Nên xin thưa đại chúng là trong đời này chúng ta cần phải tích tụ. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn xung quanh mình, mọi thứ xung quanh mà chúng ta đang sử dụng á, đều là bàn tay của người khác hết. Chiếc áo này có phải mình làm ra không? Cái giày này có phải là mình làm ra không? Cái quần mình mang có phải mình làm ra không? Cái sợi dây chuyền mình đeo có phải mình làm ra không? Cái đồng hồ mình đeo có phải mình làm ra không? Chiếc túi mình mang có phải mình làm ra không? Đúng thế không? Rồi cái mái tóc mượt mà kia mình không nhờ xà bông gội đầu của ai đó làm ra thì làm gì mình có? Cái răng mình đẹp như thế là cũng mỗi sáng mình đánh răng. Cái kem đó ai làm ra, cái bàn chải đó ai làm ra? Cái nhà này ai làm ra cho mình? Cái xe kia ai làm ra cho mình? Thế thì xin thưa, cái của mà mình đang sử dụng trong đôi tay của mình hiện giờ đây, tất cả mọi thứ trên thân phận của mình đây, có bóng dáng của mình không? Thế thì nếu mà đại chúng gọi là tôi không có phước thì làm sao các vị được hưởng như thế? Mà phải nói là các vị là người có phước rất nhiều trong đời mới có được như thế để hưởng. Có những người ngày hôm nay người ta nằm thoi thóp trên giường bệnh, người ta chỉ cần được sống, được hít thở không khí, được đi bình thản như mình thôi, người ta còn không làm được mà. Thế chúng ta mới thấy được rằng phước báu của đời sống này chúng ta có trọn đủ, và mình cần phải tu để chuyển hóa chính bản thân mình, chuyển hóa cái nghiệp thức của mình, chuyển hóa cái tâm thức của mình, để trở thành một người thuần hậu, biết mình, biết ta, và sống trong cái lẽ đạo nhu hòa, nhẫn nhục. Thì đó là ý tưởng cao cả nhất mà chúng tôi muốn trao gửi với quý Phật tử ngày hôm nay. Dạ, thì bây giờ thì đến phiên các vị, quý vị nào có câu hỏi gì thì xin quý vị các vị lạc quan, hay gì là Phật. Trước khi có trong cái đề tài câu hỏi thì cái phần mà nhận xét khi thầy đưa về thí dụ về mua bóp này nọ đó, tức là một trong cái danh đó mà đến cái khổ đó, thì con thấy cái khổ thật, nhưng mà cái người khác khổ chứ không phải cái người mua khổ. cái người mua bóp vẫn vui, và cái người mà người kia trả tiền thì người ta khổ. Thật ra cái nghiệp là mình share với nhau như vậy. con có cái suy nghĩ thế này, đó là mình thầy cái đề tài thầy nó là mình tu và sống sao cho an lạc thì mới đúng, đó là tạm đúng đi, tạm đúng với con đường. Thì con lấy thí dụ mình đi cruise, đi ở ngoài biển đó, thì người ta thích đứng cái băng bom tàu, các người ta nhìn mặt trời lặn, đó đẹp. Thì là cái cuộc sống mình là như thế nào? Nếu mà mình nhìn mặt trời mình không đẹp thì tại sao mình nhìn mặt trời không đẹp? Mà nếu mà mình nhìn mặt trời đẹp thì tại sao mình cho nó đẹp? Và cái cuộc sống mà nếu mà mình nhìn mặt trời mà mình không thấy đẹp á thì nó không có xứng đáng không? Tức là mình có thấy vui không á? Mà mình biết là cái cuộc sống nó xứng đáng không? Còn những người nào mà nhìn thấy mặt trời đẹp á thì cái cuộc sống nó xứng đáng như thế nào? Thì con cái suy nghĩ là như thế này, là nếu mà người mà nhìn mặt trời mà không đẹp á, tại vì cái đầu óc của họ không có nằm ở đó, họ đang suy nghĩ, họ lo lắng cái gì đó, cái chuyện khác, họ không thấy cái vẻ đẹp đó. Cái người mà thấy mặt trời đẹp nhưng mà mặt trời nó mất mất đi, tức là nó sẵn nó lặn đi, nhưng mà trong lúc nó mặt đẹp, người ta thấy đẹp, người ta không có lo nghĩ, không có lo sợ, là tại vì người ta biết là mặt trời ngày mai nó sẽ mọc nữa. Con nghĩ như vậy đó, trong cái tâm thức người ta biết, người ta không nói ra, người ta không có lo mất, mất cái mặt trời rất đẹp và nó lặn xuống biển, nó từ từ nó mất đi, nhưng mà người ta đã không có cái sự
lo sợ là sẽ mất đi. Thầy nói là bám víu là một cái gì nó làm cho người ta bám víu và mất đi, người ta khổ. Nhưng mà cái người này nhìn mặt trời đó, họ không có gì mà sợ hãi á, tại vì biết sao, trong tâm thức họ biết là mặt trời sẽ bọc lại. Như vậy cái người tu mà mình không rung động được á trước cái sự mất mát gì đó, thì mình phải biết rằng nó là cái cuộc đời này, cái đời sau nó cũng phải diễn ra rồi nữa, là mình không phải là một cái lai của mình á, như mặt trời á, nó mất đi nhưng mà nó sẽ bọc ra một chỗ khác nữa. Nếu mà cái người tu mà họ nhìn thấy cái quá trình như vậy đó, thì họ sẽ không rung. Và cái suy nghĩ của con so sánh thì không biết thầy nghĩ thế nào. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Tôi nghĩ là nếu mà hai người mà đi lên trên bon tàu, mà nếu mà nhìn mặt trời lặn đó, mà cái người kia vui là vì có người bên cạnh cùng nhìn với mình. Còn nếu buồn là chắc là cái người kia đang nhìn cái chỗ nào khác. Phải không? Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, cái cảm xúc của mỗi người, tự nhiên chúng ta nói nó vô thường, nó vô thưởng vô phạt, chẳng qua là mình chấp mà thôi. Mình chấp cho nên mình mới đau khổ. Và nếu mình không chấp thì nó như thật. Nó như thật có nghĩa là nó như vậy là nó như vậy, không có tác ý. Không có tác ý nó thường hay nó đoạn. Và nếu không tác ý thì không có khổ vui. Và không phải lúc nào hạnh phúc bao giờ cũng vậy ha, bao giờ cũng vậy. Cái hạnh phúc với cái đau khổ dường như nó không có tách biệt nhau. Trong cái hạnh phúc nó có mầm mống của đau khổ ngay tại đó. Như thể là ánh sáng và bóng tối nó không tách biệt nhau. Bây giờ ai đó tắt dùm mấy cái đèn này là tự nhiên nó tối liền. Ai mở dùm cái đèn này lên là tự nhiên nó sáng liền. Nó vốn nằm ngay tại đó. Nó không, sự vật và hiện tượng nó là như bất động. Nó động hay không động là do tâm thức anh mà thôi. Sự vật và hiện tượng nó không có rúng động. Nó là như bất động. Nếu mà ai mà nhìn về sự vật và hiện tượng như thể nó đang là, như cái thể tánh đang là của chính nó, thì anh không bị chi phối. Không ai chê người này đẹp, người này xấu. Người này đẹp cũng là do cái tâm thức anh nghĩ là người này đẹp mà thôi. Còn bản thân của cái người này đẹp không có ăn nhầm gì hết. Hay người kia xấu, tự nơi cái người kia nó không có gì cả. Nó vẫn biến chuyển như thế. Và thiên hình vạn trạng trong cuộc đời này cũng vậy. Hoàng đất này nó cao, hoàng đất kia nó thấp. Cái cây này nó cao, cây kia nó thấp. Nó là như của chính bản thân nó. Nó không mang lại cái khổ vui gì cả. Nhưng do sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, chúng ta tác động đến cái môi trường bên ngoài. Môi trường đó gửi lại cho mình một cái cảm xúc. Anh có bằng lòng với tôi hay không? Anh có cảm giác thích thú tôi hay không? Chính những cái cảm giác đó làm cho mình buồn, mình khổ. Làm những cái cảm giác đó nó vào trong lỗ tai của mình, nó vào trong con mắt của mình. Rồi ở trong này đây, nó nói ông này nói tào lao, cho nên là nó phải đổi liền cái nhận thức lúc đó. Và nó bộc phát ra bên ngoài, có nghe hay không nghe, có thích hay không thích. Nhưng mà thật ra nó vô thưởng vô phạt, vẫn là hình hài sắc tướng của âm thanh. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu người nào dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để nghe ta, thì người đó là kẻ hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai là không đến không đi, không đến đâu mà cũng không về đâu cả. Như Lai là như bất động, cố danh Như Lai. Thế thì một cái chỗ mà như bất động thì lấy cái gì để nói? Nó vượt khỏi thời gian, nó vượt cả không gian. Cái chỗ mà nếu chúng ta mở miệng ra là có nội hàm, có tâm ý. Có phải thế không? Bây giờ chúng ta mở miệng ra nói cái gì thì cái đó nó được đặt ở đâu? Trong thân phận nào? Thế thì cái đó là cái không phải như bất động. Mà cái đó nó bị cột chặt trong một cái vỏ hình thức của âm thanh ngôn ngữ, hình thức của sự nhận thức tâm thức của chúng ta. Cho nên chân lý là cái người ta mà nhà thiền được ví giống như là mặt trăng á, mà tay của chúng ta chỉ trăng, tay của chúng ta chỉ trăng, ý là ngôn ngữ của chúng ta dùng để diễn tả cái chân lý chứ không phải là chân lý.
ngôn ngữ này không phải là chân lý. Chân lý nó nằm ngoài ngôn ngữ này. Thế thì phải dùng cái ngôn ngữ này như là cánh tay để chỉ trăng. Trăng kia không nằm ở cánh tay, không nằm ở trên ngón tay. Phải vượt ra khỏi cái bàn tay này để có thể thấy được ánh trăng. Và anh thấy được ánh trăng rồi, ánh trăng đó nó, anh có thể cảm giác được nó thơ mộng hay không thì còn tùy thuộc vào cảm xúc phía bên này. Và lúc mà anh đã thấy được cái mặt trăng kia rồi thì cả cái bàn tay này coi như bỏ đi. Thế thì tác dụng của bàn tay là chỉ để hướng anh đến ánh trăng mà thôi. Còn bàn tay này không phải là trăng. Cho nên tôi có diễn giải bao nhiêu đi nữa thì ngôn ngữ này cũng chỉ để là bóng dáng để các vị đi gần đến cái nơi mà cần đến, đó là chân lý mà thôi. Chứ nó không phải là chân lý. Và càng sai lầm hơn khi chúng ta chấp những lời nói của chúng ta là chân lý, càng sai lầm ở chỗ đó. Tại vì bàn tay này không phải là trăng, trăng nằm ở ngoài bàn tay này. Thì bây giờ người đó có ngắm mặt trời lặn và có biết rằng mặt trời đó sẽ mọc ngày mai hay chăng? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái giây phút đó sẽ không còn tìm lại ở ngày mai. Và nếu như cái người mà người ta an vui là người ta biết được rằng hiện giờ, hiện tại lạc trú người ta đang nhìn thấy ánh mặt trời kia. Và ánh mặt trời kia từ nay cho đến suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được trên cung bậc này nữa. Cái giây phút đó đó là giây phút tuyệt vời nhất. Mà không có bất cứ một cái giây phút nào lặp lại hai lần trong đời. Giây phút chúng ta đang nói chuyện đây là giây phút tuyệt vời. Vì trong cả một cuộc đời còn lại chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau ở một cái giây phút nào như thế này nữa. Đây là sự tuyệt vời. Thế thì một cái người mà an lạc như bất động, người ta nhìn cái ánh mặt trời sắp sửa lặn kia, người ta an trú nơi tại đó và người ta hạnh phúc ngay tại đó, chứ không cần có người bên cạnh người ta mới hạnh phúc. Cái đó mới là cái hay. Còn ngày mai nó lặn, ngày mai nó mọc đó, là nó mọc ở chỗ khác. Nó mọc ở cái chỗ anh không còn đứng ở đây, anh không còn ở trên cái bon tàu này nữa. Và lúc đó cái hơi thở này cũng đã là ra khác rồi. Và đôi khi đêm ngày mai, dẫu là anh trên con tàu đó, nhưng đêm đó anh cãi lộn với bà xã anh thì chắc chắn anh ngắm cái mặt trời kia nó khác. Nó không còn là thơ mộng như vậy nữa. Thế thì cái giây phút ngay tại đó để anh có thể ngắm được cái mặt trời đó mới là cái giây phút tuyệt vời nhất và trân trọng nhất. Dạ, rồi còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, cảm ơn chị thật nhiều. Câu hỏi rất là hay. Phật và Bồ Tát á, đã đến cái cảnh giới của các ngài rồi thì xin thưa là không còn cái cung bậc của nhân gian. Chúng ta nói đau ở đây á, có nghĩa là chừng nào mà chúng ta thoát ra khỏi cái cảm xúc bám víu á, cái gì của ta đó thì chúng ta chấp chặt. Chúng ta nghĩ là con ta nên ta mới đau, ta mới nghĩ là con ta nên ta mới buồn khổ. Nhưng mà tại sao mình không đặt lại vấn đề là con mình với con người ta khác cái gì đâu? Chẳng qua là con mình là do mình sinh ra, phải vậy không? Rồi mình chăm sóc nó từ nhỏ. Nhưng mà thật ra con của người ta cũng sinh ra và chăm sóc nó từ nhỏ. Cái ý là tại sao con người ta thì mình mới đau, con người ta thì mình không đau mà con mình mới đau? Có nghĩa là mình có thật sự phát nguyện với Phật mỗi ngày tụng kinh đó là chúng sinh vô biên thề nguyện độ không? Ấy thế mà cấp bậc độ của mình khác nhau. Con mình nó bệnh một cái là mình lo mình đi kiếm thuốc mình độ nó đã, phải không? Con mình thiếu một cái là mình phải lo đi mua cái này cho nó. Con mình khóc một cái là mình lo mình dỗ. Thế thì cái cấp độ mà mình thương con mình á là một sự bám víu. Vì mình không có thương con người ta bằng thương con mình. Mình không có chăm sóc con người ta bằng chăm sóc con mình. Và mình sẵn sàng tát con người ta một bạt tai tại vì con người ta đánh con mình. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng cái cung bậc thương của chúng sanh nó không giống như cung bậc thương của Phật và Bồ Tát. Mình nói Phật và Bồ Tát thương như vậy nhưng mà không biết các ngài có thương hay không. Tại vì mình không có phải là các ngài. Đó là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai,
là Phật và Bồ Tát không ganh ăn ghét ở với chúng sanh, mà nhìn thấy chúng sanh đau khổ thì liền phát tâm đến đó để cứu độ. Còn mình, con mình nó đau khổ thì mình mới cứu độ, nhưng con người khác đau khổ chưa chắc mình cứu độ. Con của mình thiếu miếng ăn thì mình lo cho nó miếng ăn, nhưng con người ta thiếu miếng ăn, người ta xin tiền mình từ thiện để mình người ta cho miếng ăn thì mình lại bỏng sẻn không cho. Thế thì rõ ràng rằng mình, cái thương của mình rất có giới hạn và rất ư phân biệt. Mình chỉ thương cái gì cần thương thôi, phải không? Mình chỉ thương cái gì mà mình cảm giác như là mình phải có trách nhiệm thì mình mới thương. Còn đối với những cái tình thương mà đáng thương mình không thương. Rõ ràng như thế. Ví dụ như có những người, người ta, những gia đình người ta nghèo nè, người ta túng thiếu con, người ta không có tiền đóng học phí, vân vân. Thì nếu như mình, nếu như con mình rơi trong tình cảnh đó thì rõ ràng là người mẹ, người cha nào của chúng ta đây đều phải lo sắc bất sang băng để mà lo cho con mình nó ăn học, nó có nơi có chỗ để nó có kiến thức. Nhưng mà con người ta thì mình lại bỏ. Thế thì chúng tôi muốn nói một điều là cái sự bám víu của chính mình trong cái tâm thức hạn hẹp của chúng ta, chúng ta không thể nào lo hết cho thiên hạ được, mà mình chỉ lo được một phần trong cái đời sống của mình. Và cái của mình nó còn tích góp ở, phải lo cho nó sau này nó ra trường, phải lo cho nó đời sống, phải lo cho nó dựng vợ gả chồng, đời nó buồn nó vui mình cũng buồn vui theo nó, vân vân. Tất cả những sợi dây đó đều là trói buộc hết. Và điều quan trọng hơn nữa của sự trói buộc đó là anh chưa từng hạnh phúc thật sự khi anh có được những điều mà anh ngỡ là hạnh phúc. Tại vì trong những cái điều hạnh phúc của anh, nó hoàn toàn tiềm ẩn sự đau khổ ngay tại đó. Và từ nơi cái hạnh phúc mà anh tưởng là hạnh phúc đó, nơi đó nó đã có cái đau khổ trong đó rồi. Có thể nói được rằng trong cái bản chất mà anh gọi là hạnh phúc, anh sinh con anh nghĩ là ồ này là hạnh phúc, chăm sóc con nghĩ là nó là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra những cái hạnh phúc anh lo cho nó quá đó, nó phát sinh ra những cái bất hạnh phúc mà anh phải suy nghĩ như thế nào, anh phải suy nghĩ tới khi anh tìm cầu cho có được. Thì những cái yếu tố như vậy là những cái nó tiềm ẩn trong cái niềm hạnh phúc mà anh gọi là hạnh phúc đó. Cho nên cái niềm hạnh phúc đó không phải là chân lý. Ý như vậy. Dạ. Yeah. Quý vị nào còn câu hỏi nữa không? Nhưng mà nói thêm là chúng ta lỡ chọn rồi, phải không? Chúng ta lỡ đi trên con đường này rồi. Thì cái vấn đề của chúng ta có sự thay đổi ở chỗ là tâm thức của mình đối diện với nó như thế nào và chuyển hóa tâm thức ra sao. Mình có bỏ hết tất cả những tâm thức của mình nhưng mà được hay không được á là chuyện khác. Cho nên mưu sự là tại nhân mà thành sự thì tại duyên. Không có thiên ở đây. Phật giáo không có chủ trương là thiên trời vận mệnh gì trơn á. Mưu sự là tại nhân mà thành sự là tại duyên. Cái duyên nó chưa đến, cái duyên nó chưa đầy đủ cho nên nó không thành mà thôi. Dạ. Yeah. Rồi mời các vị. Những lời, lời chia sẻ của thầy đó là tu để chuyển hóa đó. Thì con thấy là có rất nhiều những cái phần nhỏ sinh hoạt triết lý ý nghĩa mà đưa tới sự an lạc và hạnh phúc. Thì con hy vọng thầy có thể hướng dẫn. Chẳng hạn như bây giờ con nói trong một gia đình có rất là nhiều, có lúc mình hạnh phúc, có lúc mình không hạnh phúc, có lúc mình hòa hợp với nhau và có lúc mình cũng không có hòa hợp với nhau. Và cũng giống như trong một cộng đồng chẳng hạn, một ngôi chùa chẳng hạn, cũng có lúc các Phật tử vui với nhau mà cũng có lúc mình kinh với nhau. Nhà nhỏ nhà lớn, các bạn chùa nhỏ chùa lớn chẳng hạn. Như vậy thì nếu mà các thầy có thể gom lại đó thì con muốn nhất là gom lại những cái lời giảng của thầy, tuy là đơn giản nhưng mà nó rất là rộng. Thì bây giờ mình làm như thế nào để mình có được một cái cộng đồng sinh hoạt an lạc mà thành công để đem tới cái niềm hạnh phúc cho cá nhân của mình và cũng như cái niềm hạnh phúc của gia đình hoặc là của một cộng đồng. Xin thầy có thể tóm tắt chẳng hạn những một vài phần chính mà chúng có thể làm được.
Dạ, xin cảm ơn anh Hạnh. Kính thưa các vị, là 9 người 10 ý vốn là cái yếu tố rất căn bản trong đời sống. Ai người ta cũng có quyền quyết định, ai người ta cũng có quyền đưa ý kiến hết. Đó là điều rất ư là căn bản. Nhưng mà để có thể hòa hợp được tất cả mọi người đó, ai cũng muốn điều đó có thể xảy ra hết. Tuy nhiên điều đó nó khó chứ không phải nó đơn giản. Nhưng chúng tôi nghĩ là nếu bước chân vô chùa rồi á, mà chúng ta không hòa hợp được với nhau thì rất là khó. Tại cái nơi cái cửa chùa là cái nơi không còn có sự tham vọng, nơi không có còn đặt để, nơi không còn thể hiện cái yếu tố hơn người ở trong cái ngôi chùa nữa. Phải không? Nơi cùng nhau tu tập. Thế thì làm như thế nào để người vận hành của ngôi chùa, mình nói rất cụ thể, để cái người vận hành của ngôi chùa đó tạo một cái cảm giác cho tất cả mọi người đều có được một cái niềm an lạc và hạnh phúc như nhau, giống nhau, hay ít hơn là người đó không cảm giác là mình bị bỏ rơi, không cảm giác là mình là chẳng qua là một người không có tiếng nói gì, vân vân vân. Thế thì như chúng tôi nói, ai trong chúng ta cũng làm được việc hết á. Ai trong chúng ta cũng làm được, vấn đề là người ta muốn làm hay không. Đó là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai, mình có cho người ta làm hay không. Ví dụ hôm nay chị này phát tâm cắm hoa, nhưng mà ngày mai có một chị khác phát tâm cắm hoa, mình mới nói chứ bà này bà cắm hoa riết quen rồi, bây giờ không cho ai cắm nữa, chỉ để mình phải làm thôi. Thế là chúng ta vô tình, thứ nhất á, là để cho cái người kia người ta nghĩ là ta đây. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là để cho cái người mới, người ta muốn phát tâm, người ta vô người ta làm, hay là người ta mua, người ta muốn phụng sự, người ta bị tự ái và người ta không đến nữa. Nếu như mà cái người cắm hoa cũ đó, người ta muốn có một cái lòng để mà người ta tiếp nhận, thì người ta sẽ nói rằng chị đến đây với em, chị đến đây với em, và chị có thể đến đây giúp em một tay, chúng ta cùng nhau làm. Thế thì cái sự hài hòa nó nằm ngay tại đó. Vấn đề ở chỗ là người ta có nhìn nhận ra được rằng mình cần họ hay không, hay là người ta nghĩ rằng cái đây là làm cho tôi có một cái gì đó, có một cái tiếng nói, có một cái power để rồi người khác người ta không thể tiếp cận được. Chỗ nào cũng vậy, chùa to chùa lớn gì, vấn đề ở chỗ không phải bản thân của cơ sở vật chất nó nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta hài hòa thì người Phật tử người ta có được sự an lạc và hạnh phúc ngay tại đó, người ta sẽ đến với mình nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ được rằng không có phân biệt là lớn nhỏ hay là tu theo trường phái nào, không phân biệt. Xin thưa đại chúng là tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên hay bát chánh đạo là những con đường căn bản, mà những con đường này không phân biệt là Nam tông, không phân biệt là Bắc tông, không phân biệt Tịnh độ tông, không phân biệt Thiền tông, không phân biệt Mật tông, tất cả đều là bình đẳng về phương diện giới luật, tất cả đều bình đẳng trên con đường tu tập tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Ai vô minh thì người đó chìm đắm, ai giải thoát giác ngộ thì người đó vượt thoát sinh tử luân hồi. Dẫu cho anh tu pháp môn nào, anh đi xe gì, miễn đến mục đích được thôi. Cho nên quan trọng ở chỗ là mình vận hành cái bộ máy của mình như thế nào. Dẫu là nó không có gì hết, nó không có gì nhiều hết, nó không hề hoàn toàn có gì nhiều. Xin thưa đại chúng là tôi cũng đi nhiều chùa, tôi cũng biết nhiều nơi, và ngay cả tự viện của hòa thượng mà mình ở cũng vậy. Sinh hoạt đông Phật tử, nhưng mà có những cái điều sinh hoạt mình có thể chuyển hóa nó được, dẫu là không hoàn toàn perfect 100%, nhưng những điều mà chúng ta có thể thay đổi được trong tâm thức mình sẽ áp phê rất là nhiều đối với những người Phật tử. Chỉ có một câu nói, một tiếng nói, người ta gọi là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tàn bang. Một lời nói có thể làm cho hưng thịnh cả một nước, một lời nói có thể làm cho tàn lụi một nước. Chẳng qua một lời nói mà thôi. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng con người thì tạo cho người ta mảnh đất để người ta dấn thân. Nếu chúng ta không muốn sử dụng thì chúng ta đóng cánh cửa nó lại, thì người ta sẽ không sử dụng.
Và ở trong đời con người ta bao giờ cũng vậy, khi chưa hiểu đạo thì cái bản ngã rất lớn. Cái bản ngã của mỗi người rất lớn. Tôi đâu có cần anh đâu, bộ chỗ này không có chùa sao? Phải không? Anh không cho tôi dấn thân ở chỗ này để tôi làm việc thì tôi đi chùa khác. Anh không cho tôi lạy Phật ở chùa thì tôi về nhà tôi lạy Phật. Chứ bộ Phật chùa linh hơn Phật nhà sao? Tức là chúng ta phải cần phải có một cái thái độ để mà tiếp nhận. Và cái thái độ đó, xin thưa đại chúng, là phải không có vụ lợi, không có bản ngã. Và chúng ta giống như là người mà phát một cái đại thừa tâm. Cái đại thừa, sao gọi là đại thừa tâm? Đại thừa tâm là một cái tâm rộng lớn, vĩ đại. Và xin thưa, cái rộng lớn, cái vĩ đại là cái nó bao hòm hết những cái khác, nó không chừa một cái nào hết. Chúng ta đã từng phát nguyện với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chẳng lẽ mình chừa con nhỏ đó ra, chừa cái ông nội đó ra, phải không? Mà mình phát tâm độ hết, độ tất cả chúng sanh. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Có một chút phiền não đó mình không đoạn được thì làm sao? Cho nên cần phải phát tâm nhiều hơn nữa. Rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học. Biết bao nhiêu cái pháp môn. Cắm hoa cũng là một pháp môn. Có những người, người ta nấu cơm mà người ta không lên chánh điện, người ta tụng kinh bái sám, thì chính cái việc mà nấu cơm của họ cũng là một pháp môn tu. Các vị còn nhớ ông Bàn Đạt không? Nhớ không? Ông làm cái gì? Nó ông quét rác, chổi quét, quét chổi, nhớ không? Chỉ có ông học cái chữ quét chổi thôi mà ông quên cái chữ chổi quét, lộn tới lộn lui hai chữ đó. Cho đến khi ông học thuộc được cái chữ đó rồi thì chứng quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy được rằng quét sân cũng là một pháp môn tu. Vạn pháp môn tu, trăm ngàn pháp môn tu là như thế. Người ta cắm một bình hoa lên bàn Phật, biết cho trên cái thế giới mấy tỷ người này, được mấy người đi vô bàn Phật cắp được một bình hoa. Thế thì cái người mà đã cắm được một bình hoa trên bàn Phật là phải biết cái tâm nó đã là tâm Phật rồi. Và trong kinh Pháp Hoa có một cái ẩn dụ rất là tuyệt vời, đó là trong một cái lúc anh chàng này bị những cái tay đâm thuê chém mướn nó dí để nó giết, thì anh ta chạy lọt vào trong cái điện Phật. Vô trong đó anh ta xưng Nam Mô Phật. Thế thì Phật nói người đó cũng thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Thế thì chúng ta thấy được rằng cái tâm thức của con người ta tu theo Phật á, nó đơn giản, nó mộc mạc, nó đơn sơ như vậy. Nhưng những tâm thức đó là những tâm thức căn bản để gieo hạt chống Phật. Mà nếu mình không tạo cơ hội cho họ thì cái tội của mình á, nó nặng lắm á. Cho nên chúng tôi xin thưa là ai người ta đến chùa, người ta làm bất cứ cái việc gì, dẫu là việc nhỏ, dẫu là việc lớn, đó là hạt giống Phật mà mình tạo cơ hội để cho nó được nảy nở. Mình tiếp thêm cho nó một tí hương, một tí hoa để nó thơm ngát cuộc đời này. Mà nếu mà chúng ta làm được cái việc đó thì xin thưa đại chúng, không ai bỏ ta hết, không ai từ chối ta hết, mà người ta càng muốn đến để người ta tiếp tay với mình. Thì chúng tôi nghĩ điều đó rất là thực tế, để cho các vị có thể suy nghĩ xa hơn nữa, mà chúng ta gắn gồng cái ngôi chùa của mình được tốt hơn. Tại vì chúng tôi cũng nghe, nghe đây nghe kia, nghe nam nghe bắc, nghe trên trời nghe dưới đất, nhưng mà xin thưa nghe chẳng là chẳng qua để nghe, mà thấy tri nhận đến đây đi tới lui mấy bận thì chúng tôi cũng biết, và tìm hiểu xung quanh thì chúng tôi cũng biết. Thì xin thưa là chúng ta cũng cần có một cái gì đó thay đổi, mà cái đó có thể mang lại cái sự lợi ích lớn hơn cho nhiều người với cái số đông. Thì chúng tôi nghĩ là nếu mà số đông quyết định, số đông có được một cái tinh thần phục vụ, thì cái số đông đó sẽ mang lại cái sự hưng thịnh cho ngôi chùa. Và lợi ích là các vị chứ đâu có ai đâu, đâu có ai đến đây làm cái gì đâu. Cái lợi ích là nơi mình. Và các vị thấy trong một năm trở lại đây chúng ta sinh hoạt thì nó cũng vậy thôi, không có gì hết, cũng có cái gì nổi bật, cũng không có cái gì để tạo nên một cái tương lai cho một ngôi già lan, hay là một cái nơi mà dung chứa cái nền văn hóa Phật giáo của người Việt của mình. Hay chúng ta suy nghĩ lâu xa hơn đi, các vị là những người gầy dựng cái mảnh đất già lam này từ cái thuở mà các vị mới sang đây. Cái chùa này là một trong những chùa tổ trên mảnh đất Detroit này, đúng vậy không?
nó là một ngôi chùa tổ rồi đó. Mấy mươi năm thôi, nhưng nó đã là chùa tổ. Nhưng mà so với con cháu của nó bây giờ, thì chúng ta thấy tuổi hổ cho ông tổ này không? Thế thì điều đó mình thấy được rằng mình đang vắng cái gì, đang thiếu cái gì. Chúng ta đang thiếu bóng dáng của những người đứng ra làm trụ cột cho một ngôi già lan, hay chúng ta đang thiếu bóng dáng của những người mà có một cái tầm vóc ảnh hưởng để lo về tâm linh cho những người Phật tử mến thương của vùng đất này. Thế thì ngôi chùa của mình bây giờ nó có cái gì và nó thiếu cái gì? Thì đương nhiên các vị là những người lãnh đạo, các vị biết rất rõ chúng ta đang thiếu cái gì và đang có cái gì, và làm như thế nào để chúng ta có thể có cái mà chúng ta cần. Đó là điều mà các vị lãnh đạo có thể suy nghĩ thêm. Dạ, tôi xin có ý kiến như vậy thôi. Dạ, còn ý kiến nào nữa không? Dạ, một phần. À, rất là cảm ơn chị. Câu hỏi này nhiều người hỏi lắm. Khi chúng ta nói về cái sự biết đủ, không có nghĩa là không phát triển của một quốc gia. Cái sự phát triển của xã hội, nó được, ngay cả xã hội Mỹ thì nó kinh doanh trên lòng dục của con người. Những nhà tư bản họ đều kinh doanh trên lòng dục của con người hết. Lòng dục có nghĩa là sự tham muốn của con người. Người ta có thể làm một cái cell phone rất là bền, 5-7 năm nó không hư. Tuy nhiên bằng cái yếu tố marketing, bằng cái yếu tố thêm thắt một tí, người ta lập tức tạo cho cái sự chán nản của cái người mà đã mua cái cell phone trước, và lập tức người ta sẽ mua cái cell phone tiếp theo. Bằng cái kỹ thuật marketing, bằng cái kỹ thuật đánh vào lòng tham, con người ta đều có thể làm như thế hết. Nếu như ngày hôm nay không ai mua xe mới để chạy hết á, ai cũng chạy cái chiếc xe 67 ngày xưa của mình, và cái giữ cái chiếc xe 67 đó tới bây giờ, thì làm sao xã hội nó phát triển? Nhưng mà xin thưa chị đừng có quan tâm tới cái chuyện đó. Cái tham dục của mỗi người á, mà chúng tôi muốn nói ở đây, đó là cái yếu tố quá đáng, xa xỉ quá mức và đau khổ trên cái tâm thức người ta muốn có mà không có được. Người ta tìm cầu mà người ta phải đánh đổi quá nhiều để mới có được. Cái đó làm cho họ đau khổ. Anh có một căn nhà anh ở đủ rồi, nhưng người kia có hai căn nhà, bạn anh có hai căn nhà, một căn cho mướn, một căn ở, còn một căn nữa thì vân vân vân. Anh thấy vậy và anh muốn được như vậy, và anh tìm cách có được như họ. Chính cái yếu tố mà anh không thể có mà anh muốn có được như thế, chính yếu tố đó làm anh khổ. Chứ không phải anh có rồi anh khổ. Người ta, như chúng tôi nói đó, người ta làm một tháng cả triệu đô thì người ta đi cái bóp vài chục ngàn đô không chuyện như bình thường. Nhưng mà những người như chúng ta nhìn thấy họ có cái đó và coi như là đó là cái level cao, và mình cần phải được có cái level cao như vậy. Chính cái việc mà mình cố gắng để được như họ và được như họ bằng mọi cách, cái yếu tố đó làm cho mình khổ. Và cái người biết đủ đó là cái người, tôi bây giờ tôi làm tháng bấy nhiêu đó thì tôi đi cái giỏ sách này bình thường. Nhưng mà nếu tôi không biết đủ đó thì tôi cố gắng để bằng cho họ, và tôi để dành bao nhiêu tiền, tôi rút tiền trong nhà băng ra, tôi rút tiền nhà ra để mua được cái bóp sách đi vòng vòng. Thì thế là khổ rồi. Chẳng những khổ mình, khổ chồng, khổ con nữa. Thế thì chúng ta nói như vậy đó là để cho nhau biết được rằng không phải ai cũng như mình. Không phải cái xã hội này ai cũng biết được rằng như mình đâu. Cái giới hạn mà chúng ta biết với nhau đây không là gì trong cái xã hội tham dục này cả. Và cái xã hội này nó đặt trên nền tảng của sự tham dục. Và chính sự tham dục đó nó mới phát triển. Không có sự tham dục nó không phát triển đâu. Và cái xã hội này nó là đà tiến của tham dục. Nếu mà suy ra cho cùng,
Nó là đà tiến của tham dục. Con người ta càng lớn càng tham dục nhiều, chứ không phải càng nhỏ càng tham dục đâu. Cái tuổi nhỏ nó muốn ít, cái tuổi nhỏ nó muốn được cái cặp đẹp, được cái áo đẹp, được cái sách vở đẹp để nó học, nó hành. Lớn hơn một tí nữa nó muốn nhiều hơn, và lớn hơn một tí nữa, retire rồi nó càng muốn giữ nữa, chứ không phải không đâu. Và đến sở dĩ mà đến cái tuổi mà càng về già rồi nó càng hẩm hiu, nó càng cô đơn, nó càng lẻ loi và nó càng buồn chán là như thế. Là tại vì đến lúc đó nó muốn nhiều quá mà làm được gì hết. Nó muốn đủ thứ chuyện hết. Rồi đến lúc đó nó nghĩ được rằng cuộc đời mình giống như là sự đời mà tắt lửa lòng đó. Phải không? Còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. Ở cái tuổi đó rồi, nó cô đơn, nó lạnh lẽo, nó hiu quạnh ở cái tuổi về già, nó càng mệt mỏi nữa. Tham dục không đạt được, chính yếu tố đó làm cho khổ. Có nghĩa là những gì mà mình ham thích trong đầu óc của mình, chính yếu tố đó đưa đến sự khổ của tâm thức. Chứ không phải là do anh không sử dụng mà người khác không sử dụng, hoặc là do anh tư tưởng như vậy mà xã hội này không tiến bộ. Không hề có. Nếu như ai mà cũng suy nghĩ như vậy thì xã hội này vô cùng an lạc. Tôi không suy nghĩ là xã hội này không tiến bộ, mà xã hội này sẽ an lạc nếu như tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nếu tất cả mọi người đều biết đủ, nếu mọi người đều biết ta thích thế nào người khác cũng thích như vậy, ta không muốn đau khổ người khác cũng không muốn đau khổ, nếu như tất cả mọi người muốn như vậy thì xã hội này vô cùng an lạc. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không? Có nhưng mà không dám hỏi, hay là có thể nhờ bạn mình hỏi giùm. Nếu không thì ai đó hát một bài đi. 9:15 rồi. Mình thì hát ra chứ hát gì. Để ngày mai mình hát cho nghe. Dạ có không? Không có ai hỏi nữa hả? Không, con chỉ cảm thấy cái hồi nãy câu trả lời thầy đó, chi tiết công việc đó mà mình nhìn nó là mình cảm cái gì đó, nó là uniquely á, là cái món mình đó, uniquely. Thì đó là một cái tuyệt vời, cái đẹp. Mình cho là cái đẹp đi. Và mình nói cái đó nó không đến nữa, nhưng mình không tiếc, tại vì nó không bao giờ nó đến nữa, đương nhiên nó vậy, nó không đến nữa. Nó sẽ đến những cái unique, cái khác nữa. Và nó cung cấp mình toàn là những cái mà cái giây phút mà toàn là lạ, không bao giờ trở lại. Cho nên nó xin thưa rồi, rất là tuyệt vời, đời sống này là đời sống không lặp lại hai lần. Và tất cả những cái mà chúng ta đều là những giây phút mới mẻ nhất. Mới hoài. Tất cả đều là mới mẻ và không có gì cũ, chỉ có tâm thức của chúng ta bám víu nó cũ. Chúng ta muốn lôi kéo thời gian, chúng ta muốn lôi kéo tình cảm, chúng ta muốn lôi kéo cái giây phút đã qua. Chính cái điều đó làm cho chúng ta đau khổ. Còn nếu như lúc nào chúng ta cũng focus ở cái giây phút hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có phút hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trầm lặng. Người nào mà chỉ sống với cái gọi là cái moment á, cái giây phút đang hiện tại, cái sát na tâm, thì người đó là hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là có một căn nhà, hai căn nhà. Không phải hạnh phúc là có vợ, không phải hạnh phúc là có con. Mà hạnh phúc là sống ngay tại đây và bây giờ. Và nếu anh sống ngay tại đây và bây giờ, thì đã không hề có giây phút của quá khứ, không hề có giây phút của tương lai. Nó chỉ có cái giây phút này mà thôi. Anh mất giây phút này rồi, muôn đời không có được giây phút thứ hai. Phải vậy, thấy không? Thế thì ngay tại đây và bây giờ anh không hạnh phúc á, thì anh kiếm hạnh phúc đâu ra? Ngày mai anh có hạnh phúc hả?
chưa chắc. Anh ra kim đụng sang chết ngoẫm của tỏi và còn đâu nữa. Phải vậy không? Giây phút này mà anh không có hạnh phúc á, thì lấy cái giây phút nào anh có thể cảm giác được hạnh phúc? Không phải cảm giác, mà lấy cái giây phút nào để anh có thể hưởng thụ được hạnh phúc? Nếu mà tại đây bây giờ anh không hạnh phúc, anh còn lấy cái thân này, cái tâm này ở cái giây phút nào nữa? Tại vì nó chỉ có cái giây phút này thôi. Ngày mai thì nó chưa đến. Giống như ngày mai ăn khỏi trả tiền đó. Ngày mai ăn khỏi trả tiền làm gì có cái giây phút ngày mai kia tới. Chỉ có cái lúc này bây giờ. Và cái đã qua thì nó đã qua rồi, không bao giờ lấy được. Chuyển nghiệp cũng ngay tại đây. Quyết định tái sinh cũng ngay tại đây. Phật và chúng sanh cũng ngay tại đây. Vô minh và giác ngộ cũng ngay tại đây. Tại phút giây này. Không có phút giây này thì sẽ không còn phút giây nào khác hơn. Con thêm cái nghĩ đây, con thấy rất hay. Tức là đôi khi mình cứ nghĩ là cái người tu á là họ trơ, tức là họ không có rung động. Nhưng mà con theo con nghĩ nha, nó đúng nha. Là con người mình á phải rung động nhưng mà không rung động. Khác nhau, rung động là chỉ rung động có nghĩa là những cái cảm tưởng mà mình hơi sợ sệt, mình hơi lo sợ. Còn rung động á nó không có sợ sệt, nó lo sợ mà nó có cái cảm. Cái cảm này còn mạnh hơn những người không cảm. Thì là ra tại vì mình không có sống, nếu con nghĩ đó, mình đạt cái trạng thái mà sống thật sự đó, là mình nhiều khi nó là những cái giây phút đó như thầy nói, nó sẽ làm rung động mình nhưng mà nó không làm rung động lúc này. Cái giây phút mà trả tiền Chanel đó, nó rung động. Đặc biệt đó thầy, thầy không còn giây phút đâu mà trả hết. Lúc đó là anh rung động, cái người nhận là rung động. Một người rung động, một người rung động. Người trả tiền thì sẽ là rung động, còn người mà nhận được cái đó là sẽ là rất là rung động, rất là rung động cái tình cảm của anh đó. Dạ. Mà anh làm cho người ta rung động thì anh thấy nó cũng tốt. Hỏi câu là mới đây đó thầy có giảng tập trung nhiều chỗ hạnh phúc, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Bởi vì con người này, ví dụ cái chị này xách cái bóp gì thầy nói đó thì hạnh phúc, còn cái ông này đó xách cái mua cái túi trong chỗ đa lời to là hạnh phúc. Vậy thì thế nào là hạnh phúc? Cái hạnh phúc nó không có chân lý. Cái hạnh phúc như ngọc trong đá không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Người đó thì muốn là cái gì mà mình có thể vừa ý là hạnh phúc. Nhưng có người nói là tôi chỉ cần cơm ăn áo mặc là hạnh phúc. Nhưng mà có người cho rằng cơm ăn áo mặc chưa đủ để hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó dường như là mình cái gì mà muốn mà không được á, muốn mà không được thì nó mới hạnh phúc. Muốn mà không được nó mới hạnh phúc, còn muốn mà được là lập tức mất cái hạnh phúc đi liền. Vậy mới nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đời người ta nói thế mà. Thế thì xin chúng ta nói một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Cái hạnh phúc nó mơ hồ lắm, mà nó còn ở trong cái cung bậc của nhân gian. Nó không phải là một cái tuyệt đối. Nó hoàn toàn là mơ hồ. Hạnh phúc và đau khổ nó không có tách biệt đâu. Anh cho là lấy vợ hạnh phúc, nhưng tôi thì cho lấy vợ đau khổ. Tại vì lấy vợ hạnh phúc một ngày nhưng đau khổ cả một đời. Không biết có đúng hay không, nhưng mà đại khái nó là như thế. Thế thì cung bậc của hạnh phúc anh cho đó là hạnh phúc, nhưng tôi thì chưa. Cô nàng này cho biết là cái bóp đó là hạnh phúc, nhưng anh chàng kia không. Tại vì sau cái bóp đó rồi, không phải là trả cái bóp đó xong là xong, mà còn nữa đó. Thì xin thưa là hạnh phúc và đau khổ nó nằm tại đó à. Cái vấn đề ở chỗ là anh có thấy được cái giây phút đó là hạnh phúc hay không thôi. Còn nếu như anh cảm thấy cái đó hạnh phúc thì cứ việc cứ làm người hạnh phúc trong đau khổ đi. Dạ, yeah. Vậy thôi. Mình không thể nào nói được không có cái hạnh phúc riêng, không có cái mẫu số chung cho mọi người. Đau khổ cũng vậy và hạnh phúc cũng vậy. Không phải tôi thấy cái này hạnh phúc thì anh cũng có cảm nhận như tôi. Dạ, yeah, xin thưa không.
anh ta hoàn toàn cảm thấy cái này là không có hạnh phúc. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy nó là hạnh phúc. Người ta đi vào trong động núi tuyết, người ta ở trong đó 10 năm trời. Người ta cảm thấy đời sống đó là hạnh phúc. Người ta không cần cell phone, người ta không cần người đưa thư, người ta không cần gì cả. Người ta sống trong động, quay mặt vào trong vách, người ta thấy hạnh phúc 10 năm. Nhưng mà ngày hôm nay đây, chúng ta ngủ dậy vừa mở con mắt ra là cầm cái cell phone đi vào trong restroom ngồi rồi. Thế thì trong đời sống của chúng ta cho rằng cái hạnh phúc là cái mà chúng ta cần phải tương tác với cuộc đời, tương tác với xã hội và tương tác với cái ảo ảnh trước mắt. Chúng ta có thể xa vợ, xa con, xa chồng mấy ngày nhưng cái cell phone thì luôn luôn bên mình. Đó là cái bệnh của thời đại mà. Rõ ràng như thế. Dạ, ai còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, xin cảm ơn chị. Câu hỏi như thế rất là cần thiết đó. Ví dụ như các vị có nhiều câu hỏi rất là giống, nhưng mà đôi khi nó chưa đụng chuyện, hoặc là nó chưa có đúng lúc để các vị đặt câu hỏi. Nhưng câu hỏi nó đúng lúc. Trong cuộc đời này thì xin thưa chúng ta nghe nhiều lắm, nhưng như là cái giây phút anh mẫu mình đó, nếu mà chị sống kéo dài cái mẫu mình này á, thì đương nhiên chị không bị rúng động. Nhưng mà tại vì cái mẫu mình này mình an lạc, nhưng cái mẫu mình sau mình nghe nó chói tai, nó gai mắt là mình nổi sân lên liền. Thế thì hiện tại mà khi mà mình nghe cái mẫu mình kia đó, không phải là mình tự nhiên mình biến đổi mình thành một cái con người khác, nhưng mà chẳng qua là cái sắc thanh của trần đó, nó tác động vào trong mình, rồi mình cảm thấy cái cảm giác nó khó chịu. Bùi Giáng có một câu là: thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang. Chị nghe mình đọc rồi ha, ở khóa tu mình đọc hoài câu đó mà. Thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang. Chúng ta đến chùa đây giống như để luyện nội công á, để tích tụ cái năng lượng, để học hỏi những cái kinh nghiệm. Rồi khi chúng ta đi ra đời, chúng ta làm việc với đời, đối diện với cuộc đời, lang thang trong dòng đời đó, tất cả những âm thanh sắc tướng của dòng đời làm cho mình mệt mỏi, lúc đó tu được mới là tốt. Tu được mới là hay. Tu ở cái khoảng thời gian chúng ta lang thang trong cuộc đời đó, chúng ta đối diện với cuộc đời, chúng ta ăn ngủ với cuộc đời đó mà chúng ta tu được á, thì lúc đó mới trở thành một tay hào hiệp của giang hồ đó. Nó không thâm hậu đó. Thì cho nên là nếu như mình, thì xin thưa đại chúng là cái sự thực tập rất là cần thiết. Bao giờ cũng vậy. Nếu mà một người, người ta ban đầu người ta chưa học võ đó, thì đánh người ta phải tìm cách, người ta nghĩ là phải đỡ như thế này, phải đỡ như thế kia. Nhưng mà người nội công thâm hậu rồi đó, thì đánh kiểu nào cũng không trúng họ hết đó. Thì nhưng mà muốn được như vậy là phải tập. Phải tập để cho nó trở thành cái cây nghiêng qua bên bờ sông. Luôn luôn mình cũng sẵn sàng cắt bất cứ lúc nào nó đều ngã về chỗ đó hết. Thì tâm của mình cũng vậy. Lúc mà mình đã thực tập đến một chỗ thuần thục rồi, người ta nói cái gì mình cũng không bị tác động hết. Còn nếu như chúng ta dễ bị tác động, người ta khen mình một tiếng mình tác động, người ta chê mình một tiếng mình tác động, nhưng mà thật ra cái sự khen chê nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tôi vẫn là tôi như ngày nào. Tôi vẫn là chị A, chị B đó. Tôi vẫn là hôm nay ba mươi mấy tuổi, vẫn là đây thôi. Tôi không có khác hơn. Không phải là người ta nói tôi già mà tôi trở thành già. Người ta không thể nói tôi trẻ mà tôi trở thành trẻ. Tức là những lời nói là những lời nói. Nếu như chúng ta suy nghĩ xem, những cái neuron thần kinh này mà nếu mà nó không hiểu tiếng của con người thì giống người ta chửi mình, mình cũng trơ trơ như không à. Phải không? Nếu như bây giờ con chim nó đang hót ngoài kia, mình cũng nghe cái tiếng chửi của thiên hạ giống như con chim hót à. Tại vì mình không biết tiếng con người. Nếu như ngày nào mà chúng ta nghe cái tiếng thiên hạ mà không bị tác động vào trong tâm của mình, những cái tiếng gì cần nghe mình nghe, những tiếng mà không cần nghe cho nó qua.
con nghĩ là thầy nói đến đây con thêm ý kiến này là cái con người mình là tự mình á, tự nên mình á, mình không thể thấy hết mình được, không thấy hết được, tại vì mình nhìn ra thôi, những cái hành động mình làm mình cũng không quan sát được. Nhưng mà người ngoài người ta nói với mình thì người ta cho mình cái feedback, đúng không? Thì cái feedback đó, nếu mà chị nói là mình bỏ ngoài tai thì uổng quá đi, tại vì cái feedback đó có thể là những feedback chân thật và có những feedback nó không chân thật. Có là những cái feedback người ta nói ra một cái lòng rất là thân thủ đạo thủ với nhau, người ta nhắc nhở. Ví dụ nói gặp sao thì tóc bạc quá vậy? À, thế đó. Mình buồn rồi, mình thấy da đô rồi. Nhưng mà mình phải nhìn lại, à, thế là chị đã nhìn đúng. Mà mấy năm trước tóc mình đen thì tóc bạc thì có cái point, đúng không? Người ta nói thật, chứ không phải người ta chê mình xấu. À, còn có người khác, có thể người ganh. Thì mình á, theo con á, là âm thanh á, mình phải đi vô. Thì mình plug á, mình plug á, thì mình không có được cái phản quan tự kiểm nó dễ dàng, tại vì mình không phải là cái người, mình không phải là cái gương, mình không thể nào mình nhìn thấy mình toàn diện 360 độ và lúc nào cũng thấy được, nhưng mà người khác ta thấy, nhưng người ta thấy không có khách quan, nhiều khi người ta có chủ quan trong đó. Nhưng có những cái người mình có thể làm cho mình cảm thấy được cái gương phản lại cái à, để mình xét lại coi, nếu mình xét lại mà đúng á thank you, còn nó không đúng ok không đúng chủ quan bỏ qua. Thì cái khó cái chỗ là cái nào tốt á mình cảm ơn thì cái đó mình vui rồi, nhưng mà cái xấu á, cái mà nghĩ không đúng á, cái đó vẫn còn ba đời mình, vẫn còn ba đời mình, tức là mình phải tu nội công thế nào. Thế con nghĩ vậy đó, ý của con là mình nếu không nên bệnh tai là mình uống, bệnh tai là mình tu, giống như mình đi học mà mình học nghe ý kiến của bạn bè không có đổi đó, thì nó rất là chậm, đúng không? Ở trong kinh Phật có một cái bài kinh là kinh soi gương. Tôi đã giảng cái bài kinh này ở San Jose. Ở trên hoa của ưu.com các vị lên nghe. Có nghĩa là Phật đã nói chứ không phải là mình bịa ra. Làm sao mình có thể thấy được mặt mình? Mình nhìn cách nào để mình có thể thấy được cái mặt của mình? Bằng cách là mình phải dựa vào cái khác mình để mình nhìn mặt mình, đúng không? Mình nhìn một cách tương phản khác mình để thấy được mặt mình, chứ không phải là mặt mình. Thấy được mặt mình mà không phải mặt của mình, đúng thế không? Mình thấy hình mình trong gương, nhưng hình đó không phải là mình, nhưng nhờ cái gương đó mình thấy được mặt mình. Nghe cái triết lý này nó hơi phải không? Nhưng mà cuộc đời này là thế. Anh không thể thấy được mặt của anh, mà anh phải nhờ cái khác anh để anh có thể thấy được cái mặt của anh. Anh không thể tự khen anh tốt, anh không thể tự nói anh xấu. Tốt hay xấu là người kia họ nói cho anh biết. Anh không thể thấy được tóc trên đầu của anh bạc, anh không thể thấy được trên mặt anh có nếp nhăn, anh không thể thấy được trên mặt anh có cục mụn. Thế thì trong đời sống này, những cái chủ quan của anh, cái tư kiến của anh, những cái chấp chặt của chính anh, những cái phiền não của chính anh, chưa chắc gì nó của anh. Những cái mà anh muốn anh như thế nào là anh phải coi cho coi người ta nhìn anh như thế nào. Và cái cuộc đời ở bên ngoài á, nó cho anh biết anh như thế nào, chứ anh không phải tự anh đánh giá anh như thế nào. Và anh muốn phản quan tự kỷ, anh muốn nhìn vào bên trong á, là anh cũng phải nhờ cái ở bên ngoài để thấy được cái ở bên trong. Cho nên anh bịt hết con mắt anh cũng không tu được. Đuôi điếc câm ngọng không có tu được giải thoát giác ngộ. Nếu mà anh bây giờ anh nói con mắt này là nó hành hạ anh phải nhìn thấy cuộc đời, anh đâm cho nó thủng hai mắt đi để anh tu, xin thưa không. Anh muốn cái lỗ tai của anh nghe cuộc đời này nhiều chuyện quá, anh cho nó điếc lỗ tai đi để anh tu, dạ xin thưa không. Anh tu là anh thay đổi cái tâm thức của chính anh, chứ không phải do con mắt, do cái lỗ tai, do cái miệng, do cái mũi, do cái lưỡi. Anh có thể nằm trên giường nệm nhưng anh không thấy cái giường nệm kia là cái sự thích thú của cái sự nằm. Anh có thể sử dụng cái phương tiện tuyệt vời để anh có thể bay cao đi xa một cách ngon lành, nhưng anh không phải say đắm trên cái phương tiện mà anh sử dụng. Hoàn toàn khác nhau. Anh có thể sử dụng một cái bốt nó hoàn toàn tốt đẹp, anh được quyền sử dụng, nhưng anh không bám víu trên cái điều ấy, không coi nó như là
một cái để tôn vinh giá trị của mình, một cái để mình có thể high class hơn thiên hạ. Ví dụ như thế. Thế thì những cái mà anh dùng trong đời chỉ là phương tiện mà thôi. Còn cái cốt lõi cuối cùng vẫn là tâm thức của anh ở đâu bây giờ. Nếu tâm thức đó anh đặt đúng chỗ thì hạnh phúc nó ngay tại đó. Nếu anh đặt sai chỗ thì nó sai chỗ, nó đau khổ ngay là tại đó. Dạ, thì đó là cái yếu tố sâu cùng. Dạ. Mời các vị trả lời. Nguyện đem